Thưa thầy, con nuôi một con chó Alaska 3 năm tới lúc nó sinh con phối cho nó đẻ và nó đẻ được 10 con. Sau 2 tháng, con bán con của nó đi 6 tỉnh thành. Từ khi bán tụi nhỏ, con nó chạy rai rứt. Trong lòng ngày nào cũng đau khổ vì hối hận. Vì sao con làm điều chia rẽ mẹ con? Tội con giờ biết làm sao đây thầy ơi. Thôi thì con tự chịu thôi chứ thầy biết làm sao. Cái này gì tiền trảm hậu tấu đâu biết được. Vừa rồi ở bên Mỹ đó có một một cái bài báo họ đăng là một gia đình người Việt ăn thịt chó và bị bắt và bị phạt rất là nặng. Tại vì cái văn hóa của Mỹ và Canada nói chung ngoài này là người ta rất là quý chó mèo. Và mình ăn như vậy là mình đối với họ là một cái điều mất đi cái lòng từ. Thì khi mà người hàng xóm họ thưa thì cảnh sát vô là bắt tại trận. À, thì cái đó là bị phạt rất là nặng. Còn ở đây á, chúng ta cũng vậy. Thí dụ như mình nuôi chó mèo, tại sao trong giới Bồ Tát không có cho nuôi? Tại vì nếu như mà mình nuôi á, thì con này nó sẽ ăn con kia. Ví dụ mình con nuôi con mèo thì con mèo nó ăn con chuột. Rồi mình nuôi con khác nó ăn con khác. Vì vậy cho nên không có. Và cái thứ hai nữa đó, thà là trong chùa á, những cái con hoang dại đó nó tự nó chạy tới. Chứ mình không có chủ động mình đi kiếm, mình mua về mình nuôi. À, mà quý vị thấy thường thường mình nếu mình thương nó mình nuôi là mến tay mến chân. Có rất nhiều người nuôi chó xong chó chết khóc buồn khổ vô cùng, thì có phải tự mình đi rước một cái chuyện gọi là cái nghiệp mà tự nhiên. Mà đa số ở đây con cái nó thích nuôi chó mèo mà nó không bao giờ nó chăm sóc. À, lúc mà nó muốn nuôi là cái gì nó cũng hứa đó. Nhưng mà khi mình mua về rồi á, thì nó không chăm sóc, nó chỉ tới nó nựng nịu chút vậy thôi. Rồi tất cả là cha mẹ phải chịu hết. Rồi mình mà nuôi riết cái tự nhiên mình mến. Phải không? Thành thử ra ở đây thì thôi bây giờ cái việc này mình làm thì cũng đã làm rồi. À, biết làm sao. Thì bây giờ chỉ mong à, nếu mà những con chó nó được người ta đem về thì người ta nuôi cho nó tốt. Phải không? Thì mình cũng đỡ cái lỗi. Chứ bây giờ mình biết ở đâu mà đi tìm lại. Và tốt hơn hết thì thôi mai mốt đừng làm mấy cái chuyện này nữa. Thì để mình khỏi có phải buồn khổ hay thắc mắc gì hết. Khi con dự các bài cúng linh, cúng ngọ của thầy, nhưng trên bàn thờ, tức là nhà con có thờ, không có cơm và thức ăn, mà chỉ có hoa quả, nước, nhang đèn, như vậy có được không? Thì hôm trước Pháp Hòa có nói rồi, ở trên bàn thờ của mình thì không nhất thiết phải là một chén cơm, có thì cũng được, không có thì cúng đó. Ngoài ra mình còn có nhang, có đèn, có nước, có hoa quả đều được hết. Kính xin thầy giải thích cho con, chúng con được rõ nguyện ngày an lành, đêm an lành, đêm ngày sáu thời thường an lành. Ngày xưa người ta chia ra một ngày có ba thời, và chiều tối thì có ba thời, gọi là sáu thời, ngày ba đêm ba. Thí dụ như 6 giờ sáng tới 10 giờ sáng là đầu ngày, 10 giờ cho tới 2 giờ chiều gọi là 14 giờ đó là giữa ngày. Rồi từ 14 giờ cho tới 18 giờ tức là 6 giờ chiều gọi là cuối ngày. Rồi hết rồi đó. Ví dụ như giờ này là bắt đầu 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 hôm rồi nè. Bây giờ là 7 giờ rưỡi là. Tại vì từ 18 giờ tức là 6 giờ chiều đó cho tới 10 giờ đêm gọi là đầu hôm. Rồi từ 10 giờ đêm 10 giờ đêm cho đến 10, từ 10 giờ đêm cho đến 2 giờ sáng gọi là giữa đêm. Và từ 2 giờ sáng cho đến 6 giờ sáng gọi là cuối đêm. Cho nên mình hô canh ngồi thiền á. Phải không? Mà mình thường thường mình ngồi thiền là khoảng chừng mấy giờ? À, chừng thường là khoảng 8 giờ tối.
8 giờ tối, 9 giờ tối thì nó vẫn còn ở trong cái khoảng thời gian của đầu đêm. Cho nên mới cái thời hô canh đọc làm sao? Sơ canh dĩ đáo. Sơ canh dĩ đáo, thượng thiền sàng. Thiền sàng là mình lên tới cái giường thiền mình ngồi rồi, rồi có khi là ngủ ở trên cái giường thiền đó luôn. Đó, thành thử ra sơ canh dĩ đáo, thượng thiền sàng. Thì sơ canh á, là cái đầu hôm. Mà đầu hôm là mấy giờ? Từ 6 giờ chiều cho đến 10 giờ tối. Mà thường ở trong chùa ngồi thiền là khoảng 8 giờ tối hoặc 9 giờ hoặc 10 giờ. Rồi qua tới 11 giờ, 11 từ 10 giờ cho tới 2 giờ sáng là giữa đêm rồi. Đó là 6 thời. Nhưng ở đây nó còn có cái ý là gì? 6 thời đây là tượng trưng cho 6 căn. Mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Làm sao mỗi căn của mình thời nào nó cũng hạnh phúc, cũng an lạc. Làm sao mà cho mắt, tai, mũi, miệng của mình bất cứ một cái thời nào trong một ngày này nó cũng đều được cái sự an lành. Cho nên ngày đêm 6 thời thường an lành. Tức thật sự ra 6 thời này là một ngày đó. Nhưng mà thay vì mình nói là một nguyện con một ngày an lành thì người ta nói rõ luôn là nguyện ngày an lành, đêm an lành. Một ngày đêm an lành là một ngày rồi. Nhưng mà đồng thời còn có cái nghĩa là 6 căn: mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Làm sao để 6 căn này thời nào nó cũng được bình an. Ở Việt Nam mình có Đức vua Trần Thái Tông. Khi mà Ngài không được đi xuất gia, Ngài trở về Ngài làm vua, thì Ngài tự soạn cho Ngài một cái nghi thức sám hối. Mà cái nghi thức đó Ngài chia ra 6 thời. Và mỗi một thời như vậy là Ngài sám hối một căn, gọi là lục thời sám hối khoa nghi. Bây giờ chúng ta gom lại thành một cái bộ gọi là gì? Sám hối 6 căn. Nhưng mà thật sự cái bộ đó Ngài đặt cái tên cho nó là lục thời sám hối khoa nghi. Nghĩa là một cái nghi thức sám hối 6 lần. Buổi sáng Ngài đọc cái lời cảnh tỉnh, rồi bắt đầu Ngài vô Ngài sám hối về con mắt. Rồi lát nữa cái Ngài vô Ngài đọc cái lời, rồi Ngài sám hối về mũi. Mà thành một nghi thức đàng hoàng. Rồi sau này chúng ta thấy cái nghi thức như vậy đó, phải không? Chúng ta mới gom lại hết 6 căn đó. Thay vì phải chia thành 6 thời, bây giờ lấy hết các cái bài tụng của 6 căn đó gom lại thành một cái thời, chúng ta gọi là sám hối 6 căn. Sám hối 6 căn là mình đặt sau này, chứ còn thật sự là Ngài sám hối 6 căn chia ra thành 6 thời như vậy. Và đó là một cái nghi thức đặc biệt của Phật giáo Việt Nam, do một đức vua, một vị vừa là vua mà vừa là một vị thiền sư, Ngài đã tự soạn cho mình một cái nghi thức để mà Ngài hành trì. Thì bây giờ cái nghi thức đó cũng đã bắt đầu được phổ thông, được truyền ra để cho chúng ta hành trì. Thì đó là cái mà của tổ tiên Việt Nam mình. Thì nếu chúng ta thường hành trì cũng tốt. Ví dụ như có những vị nào không có thời gian nhiều, không có đủ sức khỏe, không có thời gian, quý vị cũng không nhất thiết phải lại nào là vạn Phật, nào là tam thiên, vân vân. Quý vị có thể lại sám hối ngắn, rồi tụng cái bài 6 căn đó, để luôn luôn nhắc nhở mình, luôn luôn nhắc nhở mình, mình phải làm sao kềm chế 6 căn. Quý vị đọc trong kinh đó, quý vị thấy rất nhiều những bản kinh mà Đức Phật cứ dặn đi dặn lại cái chuyện gọi là tiết chế 6 căn, giống như sáng kinh Pháp Cú mình học vậy đó. Một vị xuất gia mà 6 căn không có kềm chế thì dễ dàng bị buông lung lắm. Thật sự con người mình rất là dễ bị lôi cuốn. Rất dễ bị lôi cuốn. Vì vậy cho nên nếu mình muốn cái sự tu tập của mình nó có kết quả tốt thì tự mình phải thúc liệm, phải ngăn chừa những cái gì đó để cái sự mà lôi cuốn đó nó không có đến với mình. Chứ mình không có giỏi gì đâu. Mình còn rất nhiều cái mình phải còn thực tập rất là nhiều để mà làm sao nó không có bị dính mắc. Chứ con người mình dễ dính mắc lắm. Mắt, tai, mũi, miệng của mình đụng đâu dính đó, đụng đâu dính đó. Ví dụ như mình thấy cái cảnh đó, năm ngoái mình chụp rồi, nhưng mà năm nay mình thấy người ta chụp đẹp cái mình cũng muốn tới chụp nữa.
Thành thứ là thật ra nó không có tội vạ gì. Nhưng mà từ đó mình nhìn lại là mình thấy con người của chúng ta. Chúng ta chưa bao giờ thiếu áo nha, mà thấy ai có cái áo đẹp cũng muốn à. Thậm đừng có nói chi cái chuyện gọi là áo đời, ngay cả cái áo đạo của mình cũng vậy. Mình thấy người kia có cái áo đó, người nọ có cái vải đó rồi là mình cũng thấy đẹp quá ha. À, mua ở đâu vậy, chỉ tôi mua với, vân vân. À, rồi nhưng mà khi mà mình muốn được cái áo đó, mình phải có một lý do nha. Cái áo này nó dày quá, mặt nó nóng. Cái áo kia mặt nó mỏng lại Phật cho nó nhẹ. Rồi ví dụ như lúc nào mà thấy người ta có cái áo bốn vạt, cái đẹp, cái này sao? Cái này được, cái gọn á, đi đường á. Mà hãy thấy người ta có cái áo bảy vạt, cái nó cái kia mai có bốn vạt, đi thấy chân nó chơi không đẹp. Thế mình muốn là mình phải có cái lý do. Cho nên cái chuyện nó không có tội gì hết á, nó không phải tội vạ gì. Nhưng mà ở đây chúng ta phân tích để chúng ta thấy rằng chúng ta rất là dễ bị cuốn hút, dễ bị bây giờ Pháp Hòa ví dụ như hôm nào á, bạn bè mà tới chơi mà vui coi, có thể chúng ta bỏ thời kinh đó. Tại sao? Tại chúng ta rất dễ buông lung. Và chúng ta luôn luôn tìm mọi cách làm sao để chúng ta trốn né được cái công việc, để những cái thời kinh của mình là mình ok. Ví dụ cái chuyện đó mình làm đi lặng lát nữa, mình thật sự nếu mình muốn tụng kinh là mình sẽ tranh thủ được mọi việc của mình để mình tham dự thời kinh. Còn đằng này không có đâu, mình để lát có cớ, con phải làm này, tôi phải bận kia, để mình né được thời kinh, mình né được một công việc nào đó. Pháp Hòa nhớ có một lần á, thì có một vị đó đến giảng. Cái thì Pháp Hòa cũng bận rộn chuyện gì đó, trong mình là trụ trì mà chạy vòng vòng lo. Thì sau khi cái thời giảng đó xong á, thì cái vị khác, một vị thượng tọa khác kêu lại, dũa. Ông la Pháp Hòa một trận luôn. Trời ơi, mình phải sám hối hết tới vị này mình sống. Tại sao? Ông nói là thầy phải lên, thầy ngồi đó. Ông nghĩ là giống như mình coi thường cái vị giảng sư đó, mình không có mặt để mình nghe Pháp. Mà mình nói dạ không, con không có cái ý đó. Nhưng mà thật sự là tại vì bữa đó có một mình con lo công việc. Mấy chú lúc đó còn nhỏ lắm, việc gì cũng phải mình bao quát. Nhưng các vị lớn dạy là mình nghe. Rồi mình đi sám hối cả hai vị. Nhưng mà trong lòng mình biết là mình không có khởi cái tâm đó. Nhưng mà mình cũng mừng là các ngài cũng nói như vậy để nhắc nhở cho mình. Vì các ngài cũng sợ mình cái gì? Sợ mình buông lung. Thấy không? Mình nghĩ là cái mình biết, mình không có chịu nghe. Cho nên á, ở trong cái những cái đạo tràng lớn, các bậc thầy lớn mà lên học, không ai được nghỉ hết á. Quý vị đi về làng Mai, đi qua bên bên gì chỗ Hòa Thượng Trúc Lâm rồi đó. Có nhiều khi cái bài pháp đó hả, trời ơi mình nghe nó nhão luôn á, ông lên nói gì là mình sắp biết luôn á. Nhưng mà bắt buộc tới giờ ông lên là phải ngồi đó hết. Tại sao? Quý vị nhớ là ở trong cái chúng nghe pháp á, nó có bốn chúng nha. Nó có bốn chúng nghe pháp á. Ví dụ như hôm nay quý vị không hiểu á, quý vị đặt câu hỏi rồi, vì vậy là quý vị phải ngồi đây quý vị nghe. Cái đó gọi là đương cơ chúng. Nhưng mà có nhiều khi á, mình biết hết mọi việc rồi, nhưng mà tại sao mình vẫn lên đây mình ngồi? Cái đó gọi là trợ duyên chúng. Thật ra tất cả câu hỏi này không phải của quý vị đặt. Cái này của Phật tử online người ta đặt. Nhưng mà quý vị ngồi đây để làm chi? Để cho nó có vị. Chứ giờ không lẽ ông thầy ông nhìn như cái má ông nói nè. Phải có một cái đối tượng nào thì người ta nhìn ta nói nó dễ hơn. Cho nên mình ngồi đây gọi là gì? Cái mình ngồi đây mà nghe đây, quý vị biết hết á. Mấy câu hỏi này là quý vị nghe hoài, quý vị biết hết rồi. Nhưng mà quý vị ngồi đây là gì? Là đương cơ chúng. Trợ duyên chúng. Mình trợ duyên. Hồi đó Pháp Hòa nhớ những cái năm
Mà lúc còn mình còn nhỏ thì mình sao? Trốn được giờ nào là trốn. Trốn đi thiền hành, trốn đi nghe pháp thoại, trốn đi ngồi thiền. Cái gì mình trốn được là mình trốn à. Không, vì đó là cái tuổi trẻ. Nhưng sao mình lớn rồi mình mới thấy. Và mình phải biết rằng á, khi mà người thầy á, mà thấy mình hàng đệ tử, mà lẽ ra những cái việc này mình cần có mặt để mình nghe, mà mình không có mặt, cái tự nhiên trong lòng của cái vị thầy đó cũng buồn. Tại vì sao? Tại vì mình biết rằng người đệ tử của mình còn phải học rất là nhiều. Còn nhiều thứ để học lắm. Chứ đừng có nghĩ là mình đã đủ. Bây giờ quý vị đó, mình nghe xong rồi mình quên, không có nhớ, hỏi lại là không nhớ gì hết trơn. Thành ra bổn phận của mình đây, đây bây giờ mình hỏi trong Phật Pháp những cái điều căn bản nhất, chưa chắc mình đã nói hết. Người ta gặp mình, ta hỏi tứ diệu đế là có khổ đế, mà khổ gồm có mấy cái khổ. Có đôi khi mình nói được có bốn, sanh lão bệnh tử, bốn cái sau mình quên. Tại vì thường thường cái bốn cái đầu là thường nhắc nhất, sanh lão bệnh tử. Mình còn không nhớ bốn cái kia. Nhưng mà thật sự ra nếu mà nói mà phân tích thì có nhiều thứ để nói lắm. Cho nên mình không nên tự mãn. Vậy quý vị hiểu được chữ sáu thời ha. Sáu thời là sáu căn. Mà mỗi một căn của mình, con người mình rất dễ buông lung, cho nên lúc nào mình cũng phải cần có cái sự thúc liễm. Dạ, cho con hỏi câu, con có nghe nói là khi có bầu thì nên đọc tụng kinh Địa Tạng bổn nguyện. Mấy đứa biết có bầu là gì không? Khi có thai á, khi mà một người phụ nữ có mang đó, thì người ta nghĩ rằng là sẽ có tốt nhất là tụng kinh Địa Tạng. Thật ra tụng kinh gì cũng tốt hết, dược sư, pháp hoa, bất cứ. Nhưng mà tại sao người ta thường hay khuyên mình tụng Địa Tạng? Bởi vì trong kinh Địa Tạng có nói đến mấy cái chuyện này. Quý vị nhớ không, phẩm thứ 8 có một cái đoạn gọi là gì? Khi sanh nở nên làm lành kiêng ác. Rồi nói đến là ngài Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện á, có những vị người ta phát nguyện, người ta trợ duyên cho những người đó, vân vân. Cho nên mình tụng kinh đó để làm gì? Để mình biết được ở trong kinh dạy mình phải tu tập như thế nào. Còn nếu mà nói về cái tổng, cái ý nghĩa sâu xa là gì? Địa Tạng là gì? Là mình trở về với tâm, sống được với cái nội tâm an lạc, giảm đi những cái nghiệp xấu, thì nhất định con mình sẽ được hưởng. Tại sao? Tại vì khi người mẹ có mang, người mẹ không có nói, không có làm, không có nghĩ những điều bất thiện, mà ngược lại thấy nhân, thấy quả, thấy tội, thấy phước, biết phát tâm làm lành, lánh ác, thì người mẹ đó trở về được với cái tâm thiện. Mà sống được với cái tâm thiện là người mẹ nuôi cái đứa con đó. Tại vì khi đứa con ở trong bụng mẹ đó là người mẹ đang thai giáo. Thai giáo nghĩa là giáo dục, dạy dỗ đứa con ở khi còn ở trong bụng mẹ. Cho nên á, mình có một cái phương pháp gọi là thai giáo. Là khi con ở trong bụng thì mình có cách nào để mình hướng dẫn cho con. Ví dụ như có nhiều khi người ta không có gì hết, ta bình thường, thì người mẹ có thể là tức nè, giận nè. Rồi thậm chí có những người mẹ khi đang mang thì giữa vợ chồng có vấn đề với nhau, người mẹ khóc, người mẹ đau khổ, sanh đứa con ra mặt nó buồn hiu. Cái điều đó nó có là tại vì sao? Tại vì khi nó ở trong bụng của mình, nó chưa hình thành một đứa nhỏ, thì cái cách mình sống như thế nào nó đều ảnh hưởng tới đứa nhỏ. Rồi bây giờ quý vị thấy khi nó lớn lên, cha mẹ sống làm sao, ăn uống làm sao, hàng ngày dùng từ ngữ làm sao, con cái ít nhiều nó đều ảnh hưởng hết. Thành thử ra cái đời, cái khi nó ở trong bụng nó ảnh hưởng cái cách sống, cái tâm niệm của mình. Và khi nó ra đời rồi thì nó nhìn vào cái tướng, cái cách của mình sống ở nhà mà nó học theo. Ví dụ như cha mẹ lúc nào cũng hét, không bao giờ nói được những câu nghe cho nó nhẹ nhàng,
thì đứa nhỏ đó nó cũng biết hét không à, vì nó được huấn luyện như vậy. Cho nên rất là cẩn thận. Và mình tụng kinh gì cũng được, nhưng mà kinh Địa Tạng là vậy. Ở bên Nhật Bản đó là người ta rất kính ngưỡng Đức Địa Tạng, giống như là người ta giống như bên Việt Nam hay Trung Quốc của mình mà kính ngưỡng Đức Quan Âm vậy đó. Vì người ta quan niệm là Đức Địa Tạng là độ trì cho trẻ con. Cho nên quý vị sẽ đến một số ngôi chùa nào mà có đất rộng, quý vị sẽ thấy có một cái vườn, trong đó tượng Địa Tạng nhỏ rất là nhiều. Tại sao? Tại vì có những người ta con cái người ta sanh ra an ổn, người ta tới người ta cúng tượng. Thậm chí những đứa nhỏ đó nó mất rồi, họ cũng cúng tượng Địa Tạng chi? Để cầu nguyện cho đứa nhỏ đó. Vì đối với họ là ngài Địa Tạng giống như Đức Quan Âm vậy, độ cho con nít, độ cho trẻ con. Cho bên Nhật Bản người ta rất kính ngưỡng Đức Địa Tạng. Và cái cách của họ kính ngưỡng giống như là mình kính ngưỡng Đức Quan Âm vậy, cứu khổ ban vui vậy. Có câu hỏi nữa là ở trên bàn thờ ông bà một ly nước cũng được, không cần ba chung trong một dĩa. Cách để này cho bàn thờ Phật, con hay quên, xin sám hối thầy. Ý nói là mình cúng nước bao nhiêu chung á. Thật ra thì cái đó tùy mình, có chỗ thì mình để ba ly ở giữa, không có thì hai bên. Thường cúng Phật thì mình hay cúng những cái ly cao cao vậy nè, nhìn nó trang nghiêm. Thường thường người ta cái chung chung chút chút đó, một là cúng trà, hai là cúng rượu. Những cái chung đó thì mình để ở bàn thờ ông bà, hay thờ thần tài, thờ ông táo gì đó. Còn ở trên bàn Phật thì mình nên để những cái tách hay cái ly nó có cái nắp đậy, nhìn nó trang nghiêm. Mà không có thì hai chung hai bên. Còn không để giữa một chung hoặc là ba chung, cái đó tùy mình. Thật ra tất cả những cái bày biện trên bàn thờ là tùy tấm lòng của mình hết, tùy khả năng, tùy hoàn cảnh của mình. Bàn thờ chật thì không nhất thiết là phải đủ hết các thứ đó. Còn mình có rộng rãi thì mình để tùy mình. Con có một người em họ sinh năm 1986, đi xuất gia từ năm 14 tuổi đến nay. Con thấy em ấy cũng tu hành, cũng giỏi. Có điều em ấy không ở được cố định một chùa nào. Cứ đi từ Nam ra Bắc, kiếm chỗ dừng chân tu hành mà vẫn không ổn định. Con hỏi thì em ấy bảo là không tìm được duyên ở chùa nào, vì không có thầy nào đỡ đầu. Còn chùa thì không phải muốn ở lâu, ở đâu luôn là cũng được. Thầy cho con hỏi có phải tại em không nhẫn nại hay bị chùa cũng có quy định riêng của mỗi chùa. Bây giờ em ấy vẫn còn kiếm chùa đủ duyên để tu, nhưng có vẻ nản, xin thầy cho lời khuyên. Thật ra thì khi mà mình đi xuất gia đó, thì nhất định là mình phải có một vị thầy bổn sư. Thì cái người đó là cái người nhận mình vào tu, phủi tóc cạo đầu cho mình tu. Thì khi mà cái tuổi nhỏ như vậy thì mình phải nương thầy, nương bạn. Còn nếu như trường hợp á, mình không hợp được với cái chúng mà mình ở trong cái chùa đó, thì mình có thể xin thầy mình giới thiệu cho mình ở một cái đạo tràng khác để mình tu tập. Tại sao? Thầy mình sẽ hoan hỷ thôi. Nếu như con mình nó không thể ở nhà được để mình hướng dẫn, thì người thầy sẽ tìm một cái đạo tràng khác. Tại vì thầy mà gửi tới thì người ta dễ nhận hơn. Tại vì người ta biết người lớn với nhau, phải không? Còn mình là nhỏ, mới có 86 tới giờ là cũng khoảng 30 mấy tuổi thôi, phải không? Mà 30 mấy tuổi như vậy mà lang thang, không có nơi nào, không có chốn nào, thì thật sự rất khó cho người ta nhận. Tại vì người ta đâu có biết gốc tích lai lịch của mình. Mà đôi khi người ta còn đặt một vấn đề: tại sao nhỏ như vậy mà còn lang thang như vậy? Thì chắc hẳn ở nơi nào đó phải có vấn đề. Người xưa có câu như thế này: tăng ly chúng tăng tàn, hổ ly sơn hổ bại. Con cọp mà nó rời cái rừng núi á, là nó sẽ bị người ta bắt nó.
hổ ly sơn hổ bại. Chẳng khác nào người tu ly chúng là mình sẽ bị thất bại. Tăng ly chúng tăng tàn, hổ ly sơn hổ bại. Mà hơn nữa tăng là gì? Là một đoàn thể. Một cá nhân mình đâu có được gọi là tăng. Phải từ 4 người trở lên mới được tăng. Ví dụ mình ở đây là từ 4 người trở lên mới gọi tăng, chứ còn dưới 4 người cũng không được. Thành thử ra ngay cái nghĩa của chữ tăng là mình cũng đã chưa thể hiện được. Và hơn nữa còn nhỏ đó là mình phải tìm nơi nương tựa. Vừa rồi cũng có một vị nhỏ viết cho Hòa một lá thơ. Thì cái vị này bây giờ là không sống chung được chùa, rồi đi ra ngoài lập am lập thất gì đó, rồi bị người ta gạt tiền, ta dụ, đủ thứ hết. Thì xin Pháp Hòa lời khuyên. Pháp Hòa không có khuyên là tiếp tục mở chùa gì hết đó. Mà rõ ràng khi mình còn mới vô tu, cái bước đầu tiên là phải nương thầy nương bạn. Còn khi nào mình thấy rằng cái chúng đó mình không hợp thì mình trình lên thầy. Bây giờ con ở đây con không hợp. Thì nếu thầy thương con thì gửi con ở đâu đó. Còn nếu như mà trừ trường hợp cái bản chất của mình sống đâu cũng gây hấn, cũng đều tạo ra những cái không vui vẻ với nhau đó, thì tự mình phải sửa cái tánh đó. Muốn học như vậy thì phải học lại cái bản kinh soi gương. Thấy không? Kinh soi gương. Vì sao mà người ta nhận thức rằng mình là một người khó thương, mình là một người khó nói chuyện? Vì sao? Có thể mình là những người dễ câu có, những người dễ bắt bẻ lại những cái điều người khác dạy mình, vân vân. Cho nên quý vị nên đọc cái kinh soi gương để tự kiểm chứng mình. Còn trên căn bản là một người xuất gia thì không thể nào không có thầy hướng dẫn. Còn nếu như mình đã rời thầy đó, mà bây giờ thầy tự nhiên thầy mình còn sống, mình đi y chỉ với vị khác, chắc gì người ta dám nhận mình. Nếu mà trên phương diện mà gọi là làm việc với nhau, mai mốt biết cái ông này nhận đệ tử tôi mà không hỏi ý tôi, rồi phải người lớn buồn phiền nhau. Cho nên cái đó rất là mình làm phiền, mình tự mình làm khổ mình mà làm khổ cho cả người lớn. Mà thật sự lang thang kiểu này thì cái đời tu của mình nó cũng rất là khó khăn. Cho nên nên tìm một nơi nào đó để nương tựa. Nhưng mà nhớ, nếu mình biết rằng cái chỗ này là cái chỗ tốt mình ở, thì đã là tốt thì không thể dễ dãi. Không phải là mình muốn xin đi lúc nào cũng được, mình muốn về lúc nào, không phải, không thể được. Quý vị mà thí dụ bây giờ quý vị thấy có những cái trường học, có những cái trung tâm tu, trời ơi vô đó tu là tốt lắm. Nhưng lý do nào người ta được mệnh danh là một chỗ tốt? Là vì người ta luật lệ nghiêm minh. Người ta không thể nào chấp nhận cho mình mà muốn đi giờ nào đi, muốn về giờ nào về. Thì như vậy cái chỗ đó đâu phải là cái chỗ tốt nữa. Giống như ở Việt Nam có những trường, có những trường Phật học, ít lắm, một vài trường thôi. Ai chấp nhận vô trường đó phải không có phone tai, phải không được đi xe gắn máy, phải không có cái laptop. Nếu chấp nhận được vô trường đó học. Còn nếu mà vẫn thích có những cái đó thì trường này không thể nhận. Tại sao? Đó rồi cái thứ nữa là gì? Bây giờ có những ngôi trường á, gọi là vô học rồi đi về. Cho nên khi mà đi ra về rồi không có sự kiểm soát. Đâu có ai biết giờ nào mình đi học đâu. Mình đi học 7 giờ sáng, 10 giờ sáng là đã xong lớp, mà tới 5 chiều mình mới về. Về nhà sư phụ hỏi đâu dữ vậy con, nói dạ con đi học bài. Không đâu, học bãi biển. Học ở quán ăn thí dụ vậy, đâu đúng. Thành ra nếu như trường hợp mà nếu trường Phật học nào mà tăng ni sinh phải nội trú thì người tăng ni sinh đó mới có thực chất. Cho nên bây giờ Pháp Hòa rất là mừng là có một nơi, một số trường là đã có cái vấn đề gọi là nhận nội trú. Mà chỉ có nội trú thì ở đó mới hy vọng cái chất lượng tốt thôi. Chứ còn mà vô học rồi sáng vô chiều ra rồi, cái đó thì mình học vậy thôi, chứ thật sự cái sự vận công tu tập nó không có. Còn nếu mà mình thấy rằng khả năng mình không học được thì mình phải chuyên tu. Mà nói cho cuối cùng mình tu là cái gì?
là tu, chứ còn ba cái chuyện học hành là phụ. Học được thì tốt, để mà mình mở mang trí tuệ, kiến thức, và mình không gặp những khó khăn trên đường tu. Tại vì có những lúc khi mình gặp những khó khăn trên đường tu, thì mình nhờ có những lời dạy của Phật, có giáo lý, mình đã thông được những cái chỗ bế tắc đó. Còn nếu như mà một mình một bóng thì phải bậc là thượng căn thượng trí. Thật sự ra những bậc tôn đức của mình đã từng một mình một bóng mà tìm ra được con đường. Nhưng mà các bậc, những người được như vậy được mấy người? Những người mà độc cư một mình mà tu tập mà tìm ra được chân lý được mấy người? Ví dụ việc gần đây nhất là sư ông Trúc Lâm, là sư ông Thanh Từ đó. Sư ông một mình lên trên núi mà đóng thất mà tu, trường hợp như sư ông đâu phải dễ. Đó. Nhiều đời nhiều kiếp lắm chứ không phải bình thường đâu. Cho nên mình nên khuyên cái vị đó, thầy Pháp Hòa, những vị thầy trẻ giống như Pháp Hòa mà thấy, ví dụ như hỏi Hạ năm nay mà mấy thầy mà trẻ trẻ nhỏ nhỏ chừng hai mấy ba mươi mà không có đi về những cái chốn Hạ, thì mình nghe mình rất là lo, mình rất là buồn. Tại vì cái tuổi đó còn rất trẻ, phải đi vào những cái môi trường nhập hạ. Mà ở đây thì thôi mình không nói, ở hải ngoại thì không nói. Nhưng mà ở nước Việt Nam thì cái trường hợp mà mình muốn tu thôi là tu được, tìm được những cái nơi chốn mình tu. Mà thật sự những cái nơi chốn mà người ta thật sự người ta tu, mình vô đó mình phải chấp nhận những cái điều kiện. Mà người ta tu thật á, tu gắt lắm. Còn mà muốn mình xin vô mà muốn cái kiểu mà thoải mái sống thì cái chỗ đó nó cũng giống như mọi chỗ khác thôi. Cho nên ở đời nó vậy, hễ mà chấp nhận cái gì thì phải hạ thủ cái đó. Ví dụ như nó chỗ tôi ham tu mà đẩy lên Tây Thiên sẽ buồn. Ham tu sẽ buồn được. Mà phải nói là mình ở trên đó là cái môi trường tu tập tốt. Mà giờ mình vô trong đó rồi mình ở trong đó rồi mình tưởng sao, mình cũng ôm thêm cái laptop hay cái iPad gì đó, ngày đêm mình cứ tu luyện phim tàu hay là mình gì đó, thì thời gian mình cũng đâu có để mình huân tu cái gì đâu. Cho nên á, thật sự ra, cho nên nãy quan tâm mà không kiểm soát là vậy. Bây giờ nếu như mà mình á, cứ gõ cửa làm gì đó là kêu kiểm soát đó. Nhắc nhở thôi, tại vì ai cũng lớn rồi. Nếu mà mình thật sự mình thấy được đây là cái con đường mình đi, và mình muốn trở thành một cái người mà có khả năng, thì tự mình phải ngay bây giờ mình phải làm việc đó. Mà mình đợi tới mình càng già nữa đó thì cái sức học của mình nó sẽ càng giảm đi. Và mình càng dính mắc bên ngoài là mình càng chi phối, thì cái chuyện tu tập nó rất khó. Cho nên mình giảm cái duyên được là tốt. Duyên gì mình giảm được là tốt. Cái gì không cần thiết, đừng có gieo duyên, đừng có kết duyên, để mà rồi nó vướng bận mình. Nếu trong gia đình bên nội hay bên ngoại có một người xuất gia mà con cháu có lòng muốn làm buổi cơm chay, làm bánh kem đơn giản tại nhà cho gia đình dùng để mừng sinh nhật của người xuất gia đó. Nếu làm như vậy, những người thân trong nhà đó có lỗi gì không? Và người xuất gia đó có tội gì không? Thì thật sự ra tổ chức một cái bữa sinh nhật cho một người lớn tuổi đi xuất gia thì cũng không có gì tội. Tuy nhiên á, mình phải hiểu được cái ý nghĩa mình làm. Và mình hiểu được rằng mình đang làm cho ai. Ví dụ như đó là một vị xuất gia, thật ra cái chuyện đối với người tu là cái chuyện sinh nhật là không cần thiết rồi đó. Sinh nhật của người tu không cần thiết nữa. Sinh nhật của người tu là gì? Là ngày gì? Là cái ngày an cư mãn hạ đó. Cái ngày mà mình tự tứ đó là ngày sinh nhật của mình đó, là ngày đó mình được một tuổi đạo đó. Cho nên nếu mà nói là mừng khánh tuế, mừng các vị xuất gia là ngày đó đó. Cho quý vị mà muốn chúc mừng là chúc mừng ngày đó. Thường thường là cái ngày đó là người nhỏ đều phải đi tới các vị lớn hết để khánh tuế. Đó là khánh tuế trong đạo. Còn Tết mình đi chúc Tết đó là khánh tuế theo thế gian.
Đó là phong tục truyền thống văn hóa của Á Đông. Nhưng mà tại vì mình là Phật giáo Việt Nam, mình sống ở đất nước nào thì nó có văn hóa đó. Cho nên ngày Tết mình chúc Tết các vị tôn đức, đó là mừng tuổi theo thế gian, tùy thuận. Nhưng mà cái mà chân chánh mà trong Phật giáo là cái ngày mãn hạ, chúng ta đi khánh tuế chư vị tôn túc. Hôm nay là ngày chư tăng mãn hạ, chúng con thành tâm đảnh lễ kính chúc hòa thượng, mừng khánh tuế hòa thượng, thí dụ vậy. Những lời chúc gì đó tùy mình. Nhưng nếu chúng ta có tổ chức sinh nhật cho người xuất gia cũng không có lỗi, nhưng mà mình biết rằng mình đang làm cho một vị xuất gia. Đây là một cái biểu tượng để mình nói cho vị điếc đó rằng mình vẫn nhớ cái ngày đó của vị thầy của mình. Hay là thí dụ đây nè, bà nội bà ngoại gì của mình đi tu đó, không? Giờ con cháu vẫn còn nhớ ngày đó, làm cho bà vui một cái bánh nho nhỏ là được rồi, không cần cái gì phải rườm rà. Còn trừ khi nào cái vị đó thọ, gia đình lên chùa xin một cái lễ thọ cho bà, giống như hồi trước mình làm cho cô Pháp Tịnh, đơn giản thôi, một vòng hoa vạn thọ mừng cô năm nay 95 tuổi cũng được nữa. Nói chung là mình làm cái gì mà chúng ta đừng có như người thế gian thôi. Người thế gian thì người ta quan trọng ngày sinh nhật lắm, ta tổ chức rất là trọng thể. Còn mình là người xuất gia, tùy thuận thế gian, nhưng nó ở chừng mực nào thôi, để nó không có quá đáng. Và đặc biệt nếu như cái người đó là một người nhỏ trong chúng, mình làm cho cái người đó cũng phải đơn giản thôi, không khéo chúng người ta buông. Tại sao người này đặc biệt mà người kia không đặc biệt? Cho hồi nhỏ mấy chú vô chùa tu á, chú nào cũng được một lần sinh nhật lớn lắm. Chú nào cũng một lần sinh nhật. Từ đó về sau là không có tổ chức nữa nha. Tới ngày là huynh đệ trong nhà mua cái bánh, rồi chúc mừng với nhau, rồi ăn bánh với nhau thôi. Không có tiệc tùng gì hết. Không phải là mình không cho, nhưng mà để tập cái gì cho nó quen như vậy, đơn giản là tốt. Một câu hỏi nữa. Bạch Thầy cho con hỏi, trong Kinh Pháp Hoa Phẩm Hóa Thành Dụ thứ 7, Đức Phật nói trong quá khứ có vị Phật tên là Đại Thông Trí Thắng. Trước khi xuất gia có 16 vương tử. Sau này, sau các vị này theo vị Phật đó xuất gia, rốt cũng thành Phật, mỗi vị ở một cõi. Trong đó có vị Phật A-di-đà ở phương Tây và Phật Thích Ca cõi Ta Bà. Như vậy, Phật Di-đà và Phật Thích Ca vốn là hai anh em ruột. Giờ hỏi chuyện của ngàn xưa. Giờ nếu mình biết ruột mình có thể nhìn nhận gì được không? Có chia của gì được không? Thưa đại chúng, trước hết là Pháp Hòa muốn nhắc, khi mình đọc Kinh Đại Thừa đó, thì mình phải chuẩn bị một cái tư tưởng là mình đừng có dính mắc vô những cái chữ nghĩa trong đó. Tại vì Kinh Đại Thừa là đa phần là nói những cái ý tứ ẩn tàng ở bên trong á, chứ không phải là như văn tự mình hiểu đâu. Trước hết là mình nói cái chữ hóa thành dụ. Hóa thành á là cái tạm thời, mà cái chỗ chân thật mà mình muốn đến á là bảo sở. Cho nên hóa thành là nói với bảo sở. Cái chỗ mình muốn về, muốn tới là bảo sở, tức là ngôi nhà chân thật của mình. Còn hóa thành là tạm thôi. Ví dụ như mình đi đường, mình mệt, mình tấp vô cây xăng, mình đổ xăng, rồi mình nghỉ ngơi, mình ăn uống. Cái đó gọi là gì? Rest area. Chứ nó không phải là cái destination. Thì hóa thành cũng thế. Nó chỉ là những cái rest area để cho mình nghỉ mệt thôi. Còn cái bảo sở của mình muốn tới là cái nơi chân thật của mình. Thì ở trong cái phẩm kinh này á, có nói là một cái vấn đề là có một vị Phật tên là Đại Thông Trí Thắng. Khi ông chưa xuất gia có 16 người con. Khi mà ông xuất gia rồi thì 16 người con này cũng tu theo và thành Phật. Rồi trong đó có vị này, vị này, vị này. Thì cái vị Phật tử mới hỏi á,
con thấy trong 16 vị đó có list ra thì trong đó có Phật Di Đà, Phật Thích Ca. Thì như vậy không lẽ Phật Di Đà với Phật Thích Ca là hai anh em ruột? Đây là cái ý, đây là cái ý thôi. Đứng trên phương diện lịch sử thì Phật Di Đà và Phật Thích Ca không có quan hệ gì hết trơn. Phật Di Đà là một vị Phật mà mình chỉ nghe nói chứ không biết. Còn Phật Thích Ca là một nhân vật có thật ở trong cái thế giới của chúng ta. Nhưng mà ở đây á, khi quý vị đọc Kinh Pháp Hoa là quý vị phải biết rằng mình đang đọc Kinh Đại Thừa đó. Và Kinh Đại Thừa là ý tứ nó khác lắm. Giờ bây giờ mình nói Đại Thông Trí Thắng là gì? Đại Thông Trí Thắng Như Lai ở trong cái phẩm đó để biểu tượng cho gì? Là cái bản giác tịnh minh của mình, là cái tâm chân thật của mình. Và cái tâm này khi chưa xuất gia, nghĩa là chưa có hồi thiện. Chưa xuất gia mà, phải không? Mà khi mình chưa xuất gia đó, thì trong chúng ta có những đứa con gọi là vương tử, con của vua, hay là con của mình. Bây giờ ví dụ như ngồi đây là mình có con không? Có. Mình có 8 người con. Nhãn thức, nhĩ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, mạt na thức, a lại gia thức. 8 cái thức này nó là 8 đứa con của mình. Đây, con mắt nhìn, cái thức, cái nhãn căn, cái nhãn thức nó là cây bồ đề. Làm sao mình nhận được cây bồ đề? Cái thức nó phân biệt. Mà nó phân biệt là do con mắt nó thấy cảnh, cho nên nó phân biệt cái này là cây bồ đề. Nhưng mà rồi cái nó nghe cái tiếng gì nhỏ 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 trong kia, cái lỗ tai nó làm việc, nó nói ồ, cái thức của lỗ tai nó làm việc, nó nói ở trong đó có một người đang hát, bắt đầu phân biệt ca sĩ đó là cái gì. Hoặc là nghe tiếng ồn ở dưới lầu thì cái lỗ tai nó phân biệt liền, đây là tiếng của ai đó ở dưới lầu. Rồi mình đem những cái gì mình nhận đó, mình đem vô cái chỗ mình cất, gọi là cái gì? Là tàn thức. Ra là mạt na thức là gì? Là cái chấp, cái chấp ngã. Rồi mình, rồi mình có mạt na, mình có a lại gia, thì tất cả những cái đó nó là mình hết. Mình có 8: nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, mạt na, a lại gia. Mạt na là cái chấp ngã, a lại gia là cái tàn. Hệ nó chấp cái gì nó đưa vô cái tạng cất đó. Ví dụ ha, khi mà cái ý thức nói đây là cái ly đẹp, rồi thì bắt đầu người ta nói cho nó biết rằng cái ly này của thầy, rồi nó chấp ngã rồi đó. Nó chấp cái này của thầy rồi đó. Bắt đầu nó save vô trong cái tàng thức của thầy. Mai mốt á, Phật tử nào không biết lợi cầm cái ly uống, nó giật lại, nó nói của thầy, không có được uống. Hiểu ý không? Thì cái chấp ngã là, cái ngã đó là có những cái nó thuộc về. Hoặc là bây giờ hồi đó người ta đem tới, ta chưa nói gì hết á, là mình không có đụng vô. Nhưng khi mà người ta nói với mình rằng á, cái này tôi tặng riêng cho thầy, là bắt đầu mình dán vô đó là tặng riêng rồi nha. Lật đật đi lấy cái viết ghi vô liền tên mình liền. Hoặc là thèm như mình cất riêng liền. Lỡ mai mốt ai lợi mà xài nữa, cái này của tôi, của riêng tôi. Cái đó là cái thức thứ 7. Nó nhận như vậy, nó chấp như vậy, rồi nó đưa vô cái tàn thức cất như vậy. Cho nên cuối cùng vui buồn đều sống bằng cái thức hết. Khổ đau vui buồn là bằng thức. Nhưng mà hễ khi nào mình sống bằng cái đó thì mình còn trồi lên hụp xuống vui buồn mỗi ngày. Còn khi nào mình chuyển hết tất cả cái đó, chuyển hết tất cả cái đó thành cái trí, cái đó chúng ta gọi là tu, là chuyển cái gì? Chuyển cái conscious, những cái thức, thành ra cái trí, là cái wisdom, cái insight. Mà chỉ có cái trí nó mới sống bình an. Còn cái thí dụ thôi, mình đang ngồi uống nước vậy nè, cái tự nhiên ta đi ngang, ta nói có nhiều người á, lúc làm không thấy, lúc ăn gặp, cái tự nhiên mình nhột à, thế mình buồn. Còn nếu đó là mình nhận bằng cái thức ở đó, nó nói tôi á, tại vì tôi mới vô ta. Nhưng mà cái người có trí á, tại cái đã lấy trí, nó chừa kiều ngay thẳng tên mình, nói không có gì phải buồn.
Cái người trí người ta sống bình thản, còn cái người mà lúc nào cũng đem cái thức ra phân biệt. Thậm chí mình đi ngang cái ta lỡ tay người ta đóng cửa cái rầm chứ ta cũng không cố ý, nên nhưng mà cái thức nó phân biệt. Nhỏ mà hỗn, tôi đi ngang đóng cửa cái rầm, nó khinh tôi ra mặt vậy đó. Trời ơi, mình đem bao nhiêu cái thức để mình nhận định cái sự việc đó rồi mình buồn. Còn nếu mà mình đem cái trí, lỡ tay đóng cái rầm xong, thì bây giờ 8 cái thức mà chuyển thành 8 trí có phải là 16 không? Thì mình chưa đi tu thì 16 cái đứa nhỏ này nó là con mình. Mình ông Đại Thông Trí Thắng lúc chưa xuất gia có 16 người con. Nhưng mà khi ông đi xuất gia rồi, 16 người con này cũng tu theo và cuối cùng thành Phật. Kinh dài lắm, nhưng mà tại câu hỏi một chút thì mình phải nói một chút để cho mình hiểu cái chỗ đó. Nhưng mà bây giờ thành Phật rồi mới lấy mấy vị này ra nói. Tại vì mỗi vị tượng trưng cho một cái chuyển hóa. Thí dụ như khi mà tâm mình đó thành cái trí rồi đó, là mình không có bị lay động bởi khen chê, bởi những cái hình thức bên ngoài. Đó là a xúc. Tiếng Phạn gọi là a xúc. Mà chữ a xúc nghĩa là gì? Là bất động. Cho nên mình mới có một vị Phật là a xúc Phật. Chữ a xúc là bất động, tâm không còn lay động. Rồi từ khi mình cái tâm mà mình không có bị lay động đó đó, nó vi diệu, nó tối thượng lắm. Cho nên có một vị Phật tên là Tu Di Đảnh. Tu Di là cái ngọn núi, đảnh là cái đỉnh. Ai thấy được cái đỉnh núi Tu Di? Không thấy được. Mà không thấy được có nghĩa là nó màu nhiệm, nó vi diệu. Cái chỗ mình đạt được đó nó vi diệu lắm. Nó là Tu Di Đảnh. Rồi cái chỗ mình đạt được, mình đem mình chuyển thành ra những cái lời dạy hướng dẫn cho người ta, gọi là gì? Gọi là sư tử âm. Cái tiếng đó nó hùng hồn như là tiếng gầm con sư tử. Không phải hét nha, nhẹ nhàng. Chính cái nhẹ nhàng nó lại là sư tử âm. Còn mình hét người ta, nó không phải sư tử âm. Mình hét người ta, người ta dọ cho mình là hung dữ, là ăn thua đủ. Còn cái sự im lặng của mình chính là sư tử âm. Cho nên có một quyển sách tên là Im Lặng Sấm Sét. Silence, nhưng mà nó là thunderstorm. Tại vì chính cái im lặng của mình nó mới làm cho người ta cảm hóa. Quý vị hiểu được cái chỗ đó. Cho nên cái chuyện mà nói là tất cả các vị này là con mới list ra, thì cái vị Phật tử mới nói không lẽ Phật Di Đà thật sự nghe. À đúng rồi, anh em là trên phương diện này, trong cái đoạn kinh này là anh em rõ ràng. Nhưng mà ở đây không phải là vấn đề lịch sử, mà vấn đề nói đến cái công hạnh. Mình phải nhận ra được cái điểm đó. Giống như nói Văn Thù Sư Lợi là mẹ của ba đời chư Phật. Nó ủa sao kỳ vậy? Mà trong cái đó Văn Thù Sư Lợi là đệ tử của Phật. Mình phải hiểu cái ý trong đó nói cái gì. Rồi bây giờ hiểu được cái câu đó rồi ha. Câu cuối cùng cũng ở trong Kinh Pháp Hoa. Kinh Pháp Hoa phẩm 23. Dược Vương Bồ Tát Bổn Bồ Tát có ngài nhất thiết chúng sanh hỷ kiến trước đại chúng nói rằng: tôi bỏ hai tay ắt sẽ được thân sắc vàng của Phật, nếu thật không dối thời khiến hai tay tôi hoàn phục như cũ. Lời nói đó xong, hai tay của Bồ Tát hoàn phục như cũ. Kính xin thầy Quang Hỷ giải thích đoạn kinh này. Đây là phẩm thứ 23 trong Kinh Pháp Hoa. Thì trong Kinh Pháp Hoa, cái phẩm này đúng cái tên là Dược Vương Bồ Tát Bổn Sự. Bổn sự là gì? Bổn sự tức là những cái kinh hay những câu chuyện nói về cái sự nghiệp tu hành của các Bồ Tát. Còn nếu mà nói bổn sanh á, là kể lại tiền thân của Đức Phật Thích Ca.
Kinh điển nó có hai, kinh nó có 12 thể loại, và trong đó có hai thể loại, một gọi là bổn sanh, hai là bổn sự. Khi nào mình nói kinh bổn sanh là mình biết rằng tất cả những bản kinh ở trong cái thuộc cái loại bổn sanh á, thuộc loại kinh bổn sanh là gì? Là kể đến tiền thân những cái gì liên hệ đến Đức Phật Thích Ca. Còn hãy nghe chữ bổn sự á, là mình biết đây là kể lại những cái chuyện tu của các Bồ Tát. Thì ở đây là bổn Dược Vương Bồ Tát bổn sự, nghĩa là sự nghiệp tu hành của Bồ Tát Dược Vương. Và trong này có kể lại một vị Bồ Tát có tên là Nhất Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến. Nhất Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến là gì? Là tất cả chúng sanh ai thấy được vị này cũng đều sanh được sự vui vẻ. Nhất thiết là tất cả, nhất thiết chúng sanh là tất cả chúng sanh, hỷ là vui, kiến là thấy. Mình tu làm sao mà để ai thấy mình người ta cũng sanh tâm hoan hỷ, mà người ta mà sanh tâm hoan hỷ với mình á, người ta đang buồn tự nhiên ta thấy mình cười ta vui. Mình có cho người ta uống thuốc chưa? Không cho. Mà có thuốc không? Có. Trong này mới nói á, Bồ Tát này lấy hai cánh tay đốt cúng, đốt cúng dường. Rồi những người đệ tử thấy vậy thương quá, trời ơi thầy tôi bị mất hai cánh tay rồi. Thì cái vị Bồ Tát này mới nói, nếu tôi đốt hai cánh tay này, thấy không, để cúng dường chư Phật mà sẽ được thân sắc vàng, mà không, nếu lời nói tôi không có hư dối, nghĩa là không có nói dốc á, thì xin cho tôi hoàn phục hai cánh tay. Nói xong toàn thân hoàn phục trở lại. Đấy, cái này không phải là cái chuyện trên trời, chuyện ấy. Đây là cái ý. Tay là cái gì? Thường thường tay để làm gì? Cái công dụng của tay để làm gì? Hả? Để cầm nắm. Không lẽ nó để tán người ta? Cái tay là để cầm nắm. Mà cầm nắm là tượng trưng cho cái gì? Chấp. Attachment. Đây. Chấp pháp, chấp ngã. Hai cái tay là tượng trưng cho sự cầm nắm chấp trước. Mà hễ mà mình còn á, cái này là tôi, cái này của tôi, và thậm chí mình còn thấy được gì nữa? Thiện, ác, rồi trắng đen, thấy có đối đãi. Cho nên đốt hai cánh tay là gì? Hay là chặt hai cánh tay, nghĩa là mình phải đoạn những cái tâm chấp đó, chấp ngã, chấp pháp đó. Mà người mà đoạn được cái tâm chấp đó, người đó mới đạt được toàn thân thanh tịnh. Hay nói một cách khác, nói một cách khác, người nào muốn tu hành mà để cho thân tâm mình được vui vẻ, thoải mái đó, người đó phải lìa cái sự chấp trước. Ngày nào mà còn chấp trước thì toàn thân không có vui vẻ, thân tâm không có trọn vẹn vui đâu. Quý vị để ý đi. Cho nên khi mà mình đốt hai cánh tay, hay là trong kinh nói đốt cánh tay, chặt cánh tay, những cái ý đó là mình phải nhớ rằng nghĩa là đoạn, là lìa, chặt là đoạn, lìa nó ra. Lìa cái gì? Lìa cái sự chấp trước, lìa cái sự dính mắc. Mà người tu, mà không cần phải nói người tu, nó nói chung là trong cuộc sống này, người nào còn chấp là người đó còn khổ. Mà quý vị để ý, họ còn chấp thì mặt, mắt, lời nói, hành động đâu có vui vẻ đâu. Mà không vui vẻ thì có phải là ai thấy mà là sanh tâm vui vẻ được? Sao mà gọi là chúng sanh nhất, nhất thiết chúng sanh hỷ kiến được? Mình muốn cho tất cả chúng sanh hỷ kiến thì mình phải tu như thế nào để người ta nhìn mình? Cái nụ cười mình ta nhìn ta cũng hoan hỷ, cái lời nói của mình nghe nó cũng nhẹ nhàng. Tất cả những cái việc đó,
Cho nên toàn thân. Chữ cúng dường là gì? Cúng dường là mình phải cúng, nghĩa là mình dâng hiến. Cho nên trong kinh nói là cúng dường mắt, cúng dường lỗ tai, không phải là théo. Cúng dường đó là mình đừng có để cho ai nói cái gì, đừng có để cái chuyện đó thành ra cái khổ đau rồi mình phải nhìn người ta bằng cặp mắt soi mói khó chịu. Cúng dường mắt. Và hiểu được chỗ đó không? Mà khi mình lìa chấp rồi thì toàn thân mình trở nên thanh tịnh. Cho nên khi nói xong rồi, Đức Phật nói: Dược Vương, nhất thiết chúng sanh hỷ kiến Như Lai, đâu phải người nào khác đâu, chính là tiền thân của Dược Vương Bồ Tát đấy. Dược là gì? Dược là thuốc. Vương là gì? Là vua. Là món thuốc này nó cực kỳ hay, cực kỳ hay, mà giống như là vua của các thứ thuốc. Mà khi nào mà mình lìa được cái chấp rồi đó, lìa được cái chấp trước rồi, có phải là mình uống được một món thuốc nghĩa là thần kỳ không? Có phải là thần diệu không? Rồi đại chúng cứ suy nghĩ, có phải tất cả mọi cái khổ sở của mình không có cái gì ngoài cái chấp? Chấp ngã là chấp mình, chấp những gì thuộc về mình. Cái đó gọi là chấp pháp. Còn chấp là còn khổ. Khi nào mình hết chấp thì mình hết khổ. Nhưng mà bây giờ mọi cảnh mọi vật thì làm sao để chúng ta đừng chấp đây? Tất cả đều là duyên. Và tất cả là tạm. Trên đời này không có cái gì này, cái gì mà chúng ta muốn mà được hết á. Thí dụ mình muốn cái đó mà được 50% thôi mừng lắm, đỡ hơn không được. Ví dụ như quý vị thấy không? Mình không bao giờ nghĩ đến cái chuyện là mình bị thất nghiệp, chính phủ cho tiền. Không có nghĩ tới chuyện đó. Tự nhiên dịch tới cái bị ở nhà. Mới đầu ai cũng nghĩ ở nhà chừng 2 tuần à, là đi làm lại rồi. Học trò cũng vậy, nghĩ chừng 2 tuần là đi học lại rồi. Cuối cùng nghĩ cho tới bây giờ. Rồi bên Charlie thấy mở cửa ra lại rồi, giờ đóng tiếp 3 tuần nữa. Thế có những cái mà nó mình không có thể biết được. Cho nên nếu mình lấy cái tâm mình trải ra mình sống, không phải mình muốn mà được. Cho nên đó, khi mà một người mà lìa chấp rồi, trời ơi, thân tâm nó thư thái, nó nhẹ nhàng, có phải là thần dược không? Quý vị nhớ cái ông thầy mà uống thuốc, uống canh gà mà chết đọa làm ngạ quỷ không? Cho nên khi mà ông hết bệnh rồi, ông hỏi, ông bệnh quá, bác sĩ nói ông thầy này giờ chỉ cần hầm cho ông con gà, ông uống với thuốc là ông hết bệnh à. Đệ tử nghe vậy lén hầm gà cho sư phụ uống, sư phụ hết bệnh. Trời ơi, thuốc gì mà hay quá vậy con. Lúc này đệ tử thấy sư phụ hết bệnh rồi mới dám nói thiệt. Nói dạ con hầm canh gà cho thầy uống. Trời ơi, ông nghe đời tu ông mấy chục năm mà giờ bị chén canh gà nó hại rồi, ói máu chết, tức chết, đọa làm ngạ quỷ trong chùa. Tối nào cũng rên hết. Nhức dạ ẩm kê than, nhức dạ ẩm kê than. Chỉ một đêm uống canh gà thôi, chỉ một đêm uống canh gà, tức là bao nhiêu công hạnh tu hành của tôi hết. Có một hòa thượng đã tới. Hòa thượng mới nói, mấy đệ tử nói hòa thượng ngủ ở đây á, tối hòa thượng có nghe rên rỉ và đừng có sợ nghe. Đó là thầy của con á. Ông chết rồi, ông đọa làm ngạ quỷ. Ông thầy nói, ông hòa thượng cái nó, ồ vậy hả, thôi biết đâu chừng tối nay tôi có thể khai thị cho thầy mấy ông. Cái thì khi mà nghe cái câu rên rỉ ngoài vườn chùa đó, vị hòa thượng ra đứng ngay giữa vườn. Ông kia vừa than xong cái câu nhất giả ẩm kê than, hòa thượng đáp lại liền: tam nghiệp hằng thanh tịnh, đồng Phật vãng Tây Phương. Ba nghiệp thân miệng ý mà thanh tịnh, ông đi chơi với Phật ở Tây Phương. Nghe như vậy xong, quỷ hết kêu hết rên. Tại vì hồi xưa là chấp cái gì? Chấp cái pháp. Tôi tu hành mấy chục năm thanh tịnh là một chấp pháp. Rồi bây giờ uống chén canh gà hết bệnh là chấp cái pháp khác nữa. Cái pháp này hại đời tôi. Cho nên rồi không giải thoát.
Mà mình biết rằng mình đâu có muốn đâu, mình đâu có kêu đệ tử nấu đâu. Mà bây giờ nó lỡ nó nấu rồi mình cũng uống rồi. Thì bây giờ mình tại sao mình phải như vậy? Chứ cái người mà họ, bây giờ quý vị để ý rồi, cuối cùng cái sự tu hành của mình, mình mong cái gì? Mình chỉ mong là cho thân tâm được nhẹ nhàng. Mà muốn thân tâm nhẹ nhàng thì phải lìa tất cả mọi sự chấp trước dính mắc. Chừng ấy chúng sanh thấy mình, nhất thiết chúng sanh hỷ kiến. Tất cả chúng sanh nào thấy mình cũng vui hết. Tại vì mình lìa được cái đó. Hiểu được cái chỗ này không? Vậy thì cái phẩm dược vương này, cho nên bây giờ cái tinh thần mà chúng ta đốt đó, đốt liều ở trên đầu đó là từ cái phẩm này nè. Từ cái tinh thần phẩm kinh Pháp Hoa mà đốt thân cúng dường đó. Ngày xưa ở Việt Nam á, các vị Bồ Tát tại gia là không có đốt đầu, đốt cánh tay. Thọ Bồ Tát giới, cái ngày thọ Bồ Tát giới là đốt ba đốt ở trong cái cánh tay này nè. Lấy cái tinh thần của dược vương đốt cánh tay. Rồi các vị mà xuất gia rồi á, thì bắt đầu mình mới đốt trên cái đỉnh, trên đầu mình. Cho cái chuyện đốt này là chuyện, đốt liều này là chuyện của mình, chứ không phải chuyện của thời Phật. Phật không có cái vụ này. Phật không có đốt mấy cái này. Đó là do người Trung Hoa, người Việt Nam chúng ta có một cái hình thức đó. Không phải là sai, nhưng mà Phật Hòa nói được cái nguồn để cho đại chúng biết rằng nó xuất phát từ đâu. Cho nên không phải là mình đốt hay là không đốt mới, có nhiều vị nghĩ đốt nhiều mới tu cao. Thành thử ra ông thầy mà ông đang ngồi ăn cơm, cái đẹp Phật tử hay đi ngang ngó, coi ông thầy này mấy nút. Trời, thầy này có 3 nút à, chắc mới tu ha. Thầy này 6 nút. Trời, ông thầy kia 12 nút rồi. Nhiều khi mấy thầy đang ngồi ăn cơm mà Phật tử tới hay nhó ngó, lại kêu ông thầy ngồi trên đó chắc tu dữ lắm nha, ông 12 nút lận. Thưa thầy, ăn ớt là người hay ghen phải không thầy? Trời đất ơi, bữa nay qua cái vụ này nữa. Bạn con thấy con lấy ớt hơi nhiều, bảo là bà ghen bà cố. Vậy là đúng hay sai vậy thầy? Em cũng ăn ớt lắm nha, em không dám nói. Thật ra thì cái gì nó cũng là do mình tưởng tri. Đấy, cái này một dạng tưởng tri đó. Mình nghĩ là người nào ăn ớt nhiều là người đó ghen. Có nhiều người người ta sắc ớt không có cay, nói người đó hiền. Có phải không? Đó là mình tưởng tri mà. Còn đụng vô mới liễu tri. Nhiều khi mình thấy người đó, Ê Pháp Hòa mới nói là tưởng tri với liễu tri nha. Có một cô Phật tử, cổ mời một cái công ty tới để mà inspect cái nhà của cô, tại cái heat nó hư. Thì cái công ty đầu nó chạc cổ 15.000. Cổ thấy mắc quá, cổ mới gọi công ty thứ hai vô. Nó inspect xong rồi nó cho giá là 8.000. Thì khi cổ nghe 8.000 là nó làm sao? Nó rẻ phải không? Cổ nói what? 8.000? Ý của cổ là nó quá rẻ với cái so với cái nước không. Mà cái ông thứ nhì ông đâu có biết. Ông nói expensive 10% discount. Cái tone của cổ nói, cái cách của cổ nói, trong bụng của cổ mừng quá chừng là tại vì nó quá rẻ. Nhưng cổ nói rằng cái ông kia ông tưởng quá mắc. Ông nói it's okay, 5% off nữa. Thì quý vị thấy nhiều khi mình thấy cái đó, mình tưởng cái đó, nhưng mà không phải là mình tự liễu tri cái đó. Quý vị thấy ly nước đây, có thể quý vị nói ồ nước lọc, nhưng mà có thể nó là một ly rượu. Chỉ người nào ở trên này cầm cái ly này uống thì mới biết nó là rượu hay nước, nó là nóng hay lạnh, nó là nguội hay là lạnh kiểu nước đá, vân vân. Cho nên cái chuyện mà gọi là ăn ớt có phải là người hay ghen phải không? Bạn con thấy con lấy ớt
hơi nhiều, bảo là bà này ghen bà cố. Tất cả đều là do cái tưởng của mình thôi. Thí dụ như có nhiều người ta nhìn mình viết chữ á, nhỏ 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 đấy, bà này keo lắm nè. Người nào viết chữ bự 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 vậy có nói sao, bà này rộng rãi lắm nè. Đó cũng là một loại tưởng tri thôi. Kính thưa Thầy, con cầu chúc Thầy thật nhiều sức khỏe, nhờ Thầy chỉ dạy cho con làm sao mình buông và tập buông trong cuộc sống để bớt lo lắng, nhưng không trở thành một người sống ích kỷ. Chữ buông á không có nghĩa là mình buông xuôi bất cần, không có nghĩa vậy. Chữ buông nghĩa là mình thấy cái điều đó mình nên thảnh thơi nhẹ nhàng với nó. Pháp Hòa ví dụ như mình thường thấy cái thân này trước sau cũng phải bệnh và trước sau cũng phải tới hoại diệt. Nói vậy cái thôi giờ tôi buông á, không uống thuốc, không có làm gì hết, không chăm sóc, không phải vậy. Vẫn làm tất cả, đến giây phút nào không còn làm được gì thì chừng đó chúng ta nhẹ nhàng. Rồi bây giờ ví dụ như bây giờ mình mất một cái điện thoại, mới vừa để đó xoay lưng đi mất cái điện thoại, cũng đi kiếm chứ. Chứ đâu vừa mất thôi Phật biểu buông, buông này. Đâu phải vậy. Mình vẫn đi kiếm đàng hoàng, không được mới buông. Mà nếu nói cho cùng đó là gì? Đừng dính mắc. Thật ra khi chúng ta nắm trong tay cũng chưa chắc là chúng ta không mất. Tại chưa đến lúc thôi. Chưa đến lúc thôi. Và cái chữ buông nghĩa là xả đó. Buông là một cái hình thức của xả, là đừng có dính mắc. Ví dụ như người ta nói mình nặng một câu, mình không dính mắc vào lời nói đó là một hình thức của buông xả. Cho nên quý đại chúng đừng có lầm là buông là không có nghĩa là mình give up, mình let go mà kiểu mà bức tức. Không phải, không có cái ý là giận lẫy buông xuôi, không có. Làm tất cả nhưng không dính gì hết. Thí dụ như bây giờ quý vị thương ai, quý vị chăm sóc người đó, nhưng mà mình đừng có dính là người đó phải đền ơn đáp nghĩa gì cho mình. Mình cứ làm tất cả theo khả năng của mình, nhưng mà ngay từ đầu mình không đặt để người đó là phải làm gì cho mình đó, cho nên mai mốt họ có làm gì không mình không có buồn. Tại ngay từ đầu là mình đã không đặt để rồi. Còn mình có cái đặt để là mình sẽ khổ. Cái chỗ này nó giống như cái chỗ nhà thiền hay nói vậy, đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền. Có nhiều người cũng hiểu lầm cái chữ vô tâm đó. Thờ ơ, lạnh nhạt. Thí dụ nó nói má ơi má con đói bụng quá à má, đối cảnh vô tâm. Má tu thiền. Con tự con kiếm ăn đi để cho má đừng dính mắt. Còn nhiều khi nó đau bệnh muốn chết vậy, nó cần ôm mình ôm ấp. Không không, má tập xả con. Đâu có phải vậy. Mình không khéo đó, nó nghĩ mình tu chập rồi mình hơi hơi á. Hồi xưa mình dễ thương, mình ấm áp, và sao giờ mình tu mình lạnh lùng quá. Không phải vậy. Mà mình cho nên mình không có hiểu được đạo Phật á, là mình tu riết á, là mình sẽ làm cho người khác nhìn đạo Phật lệch lạc lắm á. Mà rất nhiều thứ người ta đã làm cho người khác nhìn đạo, bởi vì chính họ, chính người đó cũng đã hiểu đạo Phật một cách lệch lạc. Cho nên cái đó đó không phải là chánh kiến. Chánh kiến là phải có cái thấy đúng đắn về các pháp, nhưng không có nghĩa là mình buông bỏ các pháp. Đấy, đây là một pháp nè. Mà cái pháp này nó có tồn tại không? Không. Nhưng mà bây giờ nó đang đẹp thì mình phải sử dụng nó chứ, mình chưng nó chứ. Chứ đâu thể nó này nó cũng hư héo thôi kệ ngắt nó trước đi. Không phải vậy. Đang sử dụng nó, nhưng mà khi nó còn tươi chúng ta sử dụng theo cách tươi. Và thậm chí khi nó khô héo chúng ta cũng có cách sử dụng khi nó khô héo, nếu chúng ta muốn sử dụng. Đấy, cái hoa hồng này bây giờ mà mai mốt đây mà hơi héo chút, nó cúp xuống là mình trỏng đầu nó xuống, rồi mình có một loại keo mà spray nó lên là giữ nó khô, là thành một bình hoa hồng khô. Nó cũng có cái đẹp của nó, tùy theo cái sử dụng của mình. Ngay cái thân thể này, có nhiều vị người ta hiến xác, người ta hiến xác cho khoa học, cho y học, không làm đám tang gì hết, cũng không gọi là người đó không siêu thoát.
Mà nếu nói đúng hơn là người đó đã tận dụng cái thi thể của họ một cách trọn vẹn. Bây giờ mình không còn sử dụng được nữa, không ai sử dụng nữa, cũng không ai dám tới gần nữa hết á, cho y học người ta sử dụng, nếu người ta còn. Còn thí dụ như người ta không cần thì mình phải thanh toán theo kiểu khác, là đốt, là chôn, là gì đó. Nhưng mà mình vẫn biết thân thể này, thân này không phải là mình. Cho nên cái lời mà mình khai thị thường xuyên cho chính mình, tôi không bị kẹt vào nơi thân này. Hồi cha mẹ sanh ra không có thẹo, sống trong đời cứ kỳ quẹt riết là dính thẹo. Thí dụ như mình đi mình té, mình đập vô một cái cửa trầy chân rồi, cái chân mình bắt đầu có thẹo. Tay mình lỡ xước mình cũng có thẹo. Nhưng mà bảo đảm cái thân này, nhưng mà nói như thế thì không có nghĩa là chúng ta buông bỏ nó, chúng ta vẫn sử dụng nó. Làm sao biết được một cuộc gặp gỡ hay chung sống là duyên của kiếp này hay nợ của kiếp trước? Cũng như làm sao biết được một sự việc là đang tạo nhân hay là do quả dẫn dắt? Trước hết á, là mình phải nhận tất cả những người mình gặp, các việc mình gặp trong đời này là duyên. Nhưng mà nếu cái duyên đang diễn biến này mỗi ngày khổ nhiều hơn là biết cái này duyên nghịch. Còn nếu mà cái duyên này mỗi ngày hạnh phúc nhiều hơn, đầm thắm nhiều hơn, biết là duyên thuận. Nếu mà là duyên thuận thì chúng ta cũng nỗ lực tu tập để cái duyên này nó đẹp, nó tốt. Còn nếu mà là duyên nghịch thì chúng ta không phải đẩy nó ra, mà chúng ta phải tu tập nhiều hơn, khéo léo hơn, tế nhị hơn, để chuyển những cái duyên nghịch này từ cái cực kỳ nghịch xuống tới cái giảm, rồi xuống tới cái nhẹ nhàng, chứ không có buông bỏ, không có đẩy. Đấy, hồi nãy mình học buông bỏ đó, không phải thấy thuận mà ôm, mà thấy nghịch là đẩy. Mà chính cái nghịch đó chúng ta càng phải làm. Thí dụ như bây giờ mình có đứa con nó học giỏi thì mình không cần phải quan tâm nhiều hơn, nhắc nhở nó. Còn nếu mà đứa nào mà nó học dở thì mình phải làm sao? Phải quan tâm nó hơn, tìm cách giúp cho nó hơn, dở chở cho nó đi Kumon, tìm tất cả thầy cô giáo chỉ cho nó, chứ không phải nói nó học dở quá thôi cho nó chết luôn đi. Không phải, mình biết đứa nào càng dở thì mình lại phải càng quan tâm hơn. Thì cũng như vậy, cũng như thế, nếu mà mình biết rằng cái duyên giữa mình với người này là nghịch duyên thì mình phải làm sao nhẹ nhàng hơn, tế nhị hơn, để cho cái duyên giữa mình với người đó đừng trở thành ra quá nghịch, mà phải là cái nhẹ nhàng. Có một phần mình trong đó, thật ra mình nói tại cái người kia đúng, nhưng mà cái cách của mình nó cũng là một phần làm cho người đó họ gia giảm. Còn nói cái chuyện gọi là nợ hay là ai trả ai, tự mình sẽ hiểu. Còn nếu mà nói là ai, cái nào là nhân, cái nào là quả, đa phần mình nghĩ là quả, cho nên mình đỡ nhẹ hơn. Pháp Hòa ví dụ, bây giờ cái người đó tới chửi mình, cái mình mới nói trời ơi, bữa nay tôi đang trả một món nợ, thí dụ vậy ha, thì mình sẽ nhẹ. Nhưng nếu mình nghĩ ngược lại, nhớ nghe, bà đã gieo nhân với tôi nghe, là mình ghi sổ rồi đó. Ghi sổ rồi, rồi kiếp sau đời nào đó mình gặp nữa. Cho nên không, không có nghĩ là nhân, tại nhân là mới bắt đầu. Rồi nếu mà bây giờ không kết quả là gặp nữa, mình biết rõ đây là cái bất thiện mà, thì cứ nghĩ là quả để chi, mình xả ngay bây giờ, mình không có cột với người đó, thì mình sẽ nhẹ hơn. Còn nếu mình nghĩ rằng người đó đang gieo với mình thì mình khổ. Cho nên đa phần mình nghĩ mình đang trả để chi? Để tâm mình bình an. Đừng có nghĩ người đó đang gieo nhân với mình, đang tạo nhân với mình rồi sẽ trả cho mình. Đừng nghĩ vậy, mình khổ. Mình phải nghĩ là mình đang trả nợ cho người đó. Nhưng mà trong tất cả mọi người mình gặp trong đời này đều là nghịch duyên hay thuận duyên, chứ đừng nghĩ họ là oan trái của mình. Hồi nhỏ Việt Nam mỗi lần mình tức con cái mình, mày là nghiệp báo của tao, thí dụ vậy. Mình nói vậy cái tự nhiên mình làm nặng cái tâm mình. Mỗi lần mình gặp đứa con đó là bao nhiêu những
cái negative, cái tiêu cực về đứa con đó nó sinh khởi. Và mình thấy rằng đứa con đó là đứa con nghịch của mình, để mình tạo cái duyên giảm nghịch với nó, chứ không phải là nó tới nó báo oán gì mình. Phật tử có cần để ý đến cách dưỡng sinh quân bình âm dương như phép thực dưỡng được không? Dạ được chứ. Thật ra thì đời sống của mình đó, ăn uống gì mình cũng phải có quân bình. Mà Pháp Hòa đưa một cái ví dụ, nhưng mà tại mình chưa nghiên cứu nhiều, mình không biết hết thôi. Chứ thật sự trong bữa ăn của mình là mình đã biết cái phần căn bản rồi đó. Pháp Hòa nói ví dụ như quý vị hay dùng baro phải không, để mà nấu thức ăn á, hay khử dầu đó. Bây giờ mình không cần dùng baro, quý vị có thể làm một chén gừng. Bất cứ xào nấu gì quý vị cho gừng vô, quý vị khử dầu. Thứ nhất, dầu cũng không hôi như mà như mình xài baro. Thứ hai là bảo đảm được sự giảm độc của món ăn, ấm tỳ. Ví dụ như mình nấu canh bẹ cải bẹ xanh, thường là mình để gì? Gừng. Tại vì cải bẹ xanh mình hiểu cái nguyên tắc căn bản là rất là mát, hàn. Cho nên mình nấu chung với gừng để có cái chất ấm, nó quân bình lại. Mình không biết gì hết á. Nhưng mà trên, thật ra trên bữa ăn mình cái căn bản là đó rồi đó. Và ví dụ như giờ mình ăn đậu hũ trắng hoài nó sẽ hàn. Chiên lên cái nó có chất dầu, có chất chiên, để nó có cái chất khác rồi, âm dương nó quân bình. Mình ăn thức, người Việt mình ăn chả giò thường cuốn với xà lách, không? Hay là mình ăn mỗi cái món chiên mình lót ở dưới là một dĩa rau, để mình quân bình âm dương. Đó là mình nói căn bản thôi. Ví dụ như buổi tối quý vị đi ngủ, quý vị uống ly nước ấm, ấm tỳ dễ ngủ. Mà bây giờ trên căn bản ha, mình không biết gì y học hết á, nhưng mình hiểu cái căn bản nè. Khi mà lạnh với ấm, cái nào dễ ngủ? Ấm dễ ngủ hơn lạnh. Lạnh nằm run không chứ ngủ gì được. Không, thành thử ra cũng như thế. Cơ thể mình ấm thì ít bệnh hơn là cơ thể mình bị hàn. Cái chân mình luôn ấm thì mình ít bệnh hơn là chân lúc nào cũng lạnh. Thường thường mà ta cầm người nào mà tay chân mình lạnh ngắt, ta chọn có bệnh gì không? Ta thấy tay chân mình lạnh là ta là mình, cơ thể mình máu huyết nó không lưu thông. Cho nên cái căn bản là vậy. Còn nếu ai muốn nghiên cứu thêm thì tốt thôi. Để tại vì mình có một cơ thể khỏe thì mình tu mới khá xa được. Còn bệnh tật hoài thì làm sao mình tu? Cho nên cái cách tu tập là mình phải quân bình cả ăn uống. Vì vậy mà cái lời quán nguyện trước bữa ăn rất cần. Trước khi ăn đọc năm lời quán nguyện, trong đó có một câu: chỉ xin ăn những thức ăn có tác dụng nuôi dưỡng lòng từ bi, nuôi dưỡng cơ thể, ngăn ngừa tật bệnh và bảo hộ được môi sinh. Kính thưa thầy, con đến Edmonton năm 1990 khi thầy mới đi tu. 30 năm ngắn ngủi nhưng thầy đã đi một bước thật dài. Tuy vậy thầy vẫn không mất đi vẻ hồn nhiên chân chất. Con xin chúc mừng thầy. Chà, này chắc người quen à. Cố nhân à. Kính bạch thầy, con có một câu hỏi: làm sao ngồi thiền hay tụng kinh được nhất tâm? Thế nào là nhất tâm? Hôm nào quý vị nghe cái bài đó nha, Pháp Hòa có giảng chữ nhất tâm rồi đó. Nhưng mà ở đây mình nói đơn giản theo câu hỏi thôi. Khi mà cái tâm của mình là cái tâm phóng, cái tâm mình là cái tâm phan duyên. Ngồi đây chứ chuyện gì xảy ra là phóng ra liền à. Chữ phan là phóng, duyên là mỗi cái cảnh duyên bên ngoài. Ví dụ ngồi đây mở làm sao người ta rớt một cái gì đó là ngoáy ra liền. Đó, một cái ví dụ đơn giản, nãy nghe tiếng điện thoại là mình ngó vô liền, ai vậy? Đó là tâm phan duyên. Vậy thì khi mình nhất tâm á, nghĩa là mình đem tất cả cái tâm đó trở về một mối, mà qua cái hình ảnh là gì? Chấp tay. Cho nên chấp tay còn được gọi là hiệp thập. Hiệp là hợp lại, thập là này, một là hai, mười ngón hiệp thập. Còn nếu nguyên bàn tay hiệp trưởng. Còn nếu mà người nào chọc mình là đánh trưởng. Trưởng là bàn tay. Cho nên khi mình đem hai tay mình chấp về là hiệp trưởng.
còn ý nghĩa là 10 ngón tay chấp cho ngay ngắn là hiệp thập, biểu tượng cho nhất tâm. Vì vậy cho nên á, mình trên nguyên tắc ngồi đâu tụng kinh cũng được, nhưng nếu ngồi ở bàn Phật thì tâm mình dễ gì, dễ nhất tâm hơn vì hình ảnh Phật. Trên nguyên tắc tu tập ngồi đâu tụng kinh cũng được hết, nhưng mà tại sao các tổ khuyến khích mình ngồi trước bàn Phật? Vì có hình ảnh Phật nhiếp tâm. Pháp Hòa nói ví dụ thôi, bình thường chỗ này không có ai hết, mình đi ngang đi dọc mình không để ý, nhưng mà tự nhiên có khách ngồi cái mình đi ngang mình khép nép cái chân lại, cúi đầu đi từ từ, cái hình ảnh người khách ngồi đó giúp cho mình dừng cái bước chân mình lại, nhiếp tâm lại. Như vậy thì mình mặc cái áo tràng có phải nhiếp tâm không? Một hình thức nhiếp tâm. Mình chắp tay, một hình thức nhiếp tâm. Mình nhìn Phật, một hình thức nhiếp tâm. Mở quyển kinh ra, tất cả những cái đó là duyên cho mình nhiếp tâm. Nghĩa là đưa tâm về một mối mà không có phan duyên, không có phóng trào. Có một vị tổ dạy niệm Phật nhiếp tâm, ngài dạy sao biết không? Các ông mà nhớ khổ nhiều là các ông tu gắt. Thí dụ như bây giờ bệnh quá sắp chết, tu gắt cũng kiểu. Còn mình nói sao? Đời tôi phơi phới thì mình tu lơ rai, tu lờ mờ. Tức là mình thấy cái nước rút, tự nhiên mình nhiếp tâm trở lại. Hồi nhỏ Pháp Hòa đâu có biết đi cầu khỉ. Mỗi lần mà đi qua chùa ở dưới quê á, mà quý vị nhớ mấy cái cầu cá dồ không? Quý vị nhớ mấy cái cầu đó gì? Trời ơi, hồi nhỏ mà đi về quê mà mỗi lần bắt lên đi mấy cái cầu đó là qua bò không đó, đâu có biết đi. Vậy mà có một lần xuống Bình Thủy á, công an mà rượt từ ở bến Cần Thơ, ở bến Ninh Kiều á, mà rượt dài lên tới Bình Thủy. Mà tới cái lúc mà cận là họ sắp chụp mình được rồi đó, quý vị biết Pháp Hòa chạy qua cầu khỉ một cái một. Mà cây cầu khỉ đó không phải là một cây dừa chặt ngang nữa, mà là một cây tre. Quý vị có nhớ cái cây tre mà nó chéo vậy nè, rồi gác một cây tre lên, mà đó là cầu khỉ chính gốc á. À đây đây, nãy giờ Phó Hòa tưởng đâu chỗ mang bánh tét. Nó có hai loại, có nhiều khi người ta lấy cây dừa, ta chẻ cái thân dừa làm hai, ta gác ngang cho mình đi. Cây dừa mà Pháp Hòa đi còn không được, mà làm sao đi cái cây này. Vậy mà tới hồi mà công an rượt, cái Hòa nhất tâm. Nhất tâm. Sau này Pháp Hòa tu rồi mình mới thì cái chỗ tu thiền nó chỗ đó. Cái chỗ mà nhất tâm của mình là vậy á. Khi tâm của mình nó bật hết những cái khác, nó chỉ còn một thứ thôi. Nó chụp một cái là chết. Trời, Pháp Hòa chạy qua cái cầu ngon lành vậy đó. Từ đó về sau biết đi cầu khỉ luôn. Bởi cũng cảm ơn lắm. Rồi khi mà qua tới Canada thì ông mà ông làm chung với ba Pháp Hòa, ông người Mỹ, ông thấy ba Pháp Hòa có hai đứa con trai mới qua tới, ông mới lấy hai chiếc xe đạp ông cho. Con ông lớn ông xài ông cho hai chiếc xe cũ. Thằng em Pháp Hòa thì nó dạng lắm, mỗi ngày nó lấy ra nó tập nó đạp thì nó đi biết đi. Pháp Hòa nhát không dám lên xe đạp. Bữa chiều nữa nó anh hai ra em chỉ cho anh hai đạp xe đạp. Nó mày từ từ mày. Nó dắt Pháp Hòa lên cái dốc nhỏ nhỏ thôi, thấp thấp vậy nè. Leo lên xong cái lúc mà xuống cái dốc á, nó yếu, nó cũng đâu có giật mình nổi đâu, nó đâu có dịnh mình nổi, nó thả mình luôn. Trời ơi, sợ chết quá, sợ té chọt hai chân vô đạp luôn. Rồi khỏi ai dạy đi xe đạp, chỉ một cái sợ chết sợ té đó mà biết đi sao. Nhất tâm. Cái nhất tâm là vậy, tức là khi tâm của mình nó bật hết tất cả những cái bên ngoài, mình sợ một cái gì đó. Ở đây có ai ăn chuối xào dừa hồi nhỏ không? Buổi trưa mà mấy bà mà ai ăn chuối xào dừa không? Ngoắc vô, lấy ta la chuối đó. Mấy bà vớt mấy miếng vậy mình ăn, mình vứt xong rồi còn dính lá mình làm gì? Liếm lá chuối một cách rất nhất tâm. Quý vị ăn chè đậu trắng Việt Nam rồi phải không? Ở ngoài chợ họ bán chè đậu trắng trong cái túi ni lông á, có dám về mở ra ăn nguyên không? Làm gì? Cắn ở dưới đấy á.
ăn rớt là nhức tâm. Là tại vì lúc mình nghèo quá, mình không, mình sợ ăn cái gì nó mau hết lắm. Ăn cái gì chút 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 thôi, chan cơm với thịt lên cơm, ngồi ăn cơm không rồi chừa cục thịt để làm chi, phải không? Lát mình ăn cho nó nhức tâm. Nhưng mà không ngờ vừa đó lên, thằng hàng xóm nó nhào tới cái rớt cục thịt mất. Thì Pháp Hòa nói một cái vài cái ví dụ để cho đại chúng hiểu nhất tâm. Thì có một vị tổ nói là khi mình niệm Phật, mình lấy cái khổ để mình nhất tâm. Tại vì nếu mình không tu là khổ, thấy không? Các tổ nói là một kiếp không tu muôn kiếp khổ, một ngày lầm lạc vạn ngày sầu. Thật ra nhiều khi mình lấy một cái câu đó làm cái đề mục để giúp cho mình nhiếp tâm. Pháp Hòa nhiều khi tụng kinh, có một lần ở lễ 500 lại, thì lễ đâu còn được mấy chục lại, cái mình mệt mình muốn nghỉ. Mà có là nói bây giờ nếu mình nghỉ một cái á, nó lỡ dở cái bữa kinh mà thí dụ mình không còn sống nữa thì mình đâu được trọn cái này. Hồi nhỏ mình hay nghĩ vậy, làm gì mình muốn làm để giúp cho mình vượt cái đó, Pháp Hòa hay suy nghĩ mấy cái đó. Thì cái đây là cái cách của Pháp Hòa thôi. Nhưng mà nhờ mình thấy á, những cái quán chiếu là khi mình suy nghĩ một cái điều gì, nó làm cho mình đưa hết tâm mình vào trong đó. Thí dụ như mình lấy con mình làm đối tượng, mình làm khi mà con mình nó bệnh đi, mà người ta bảo là mẹ phải làm này, ba phải làm kia, quý vị sẽ thấy là lúc đó mình làm một cách rất nhất tâm. Cho nên chữ nhất tâm nghĩa là tâm mình an trụ. Nhưng mà như thế này, thí dụ lỡ mình đang ngồi tụng kinh ha, suy nghĩ ra, suy nghĩ lát đi chợ, lát gì á, không sao hết, không tội lỗi gì hết. Suy nghĩ vậy xong, ồ tôi đang tụng kinh mà, đem tâm trở về lại. Chứ không có tội, đừng có sợ là trời ơi, mình tụng kinh mình nghĩ tầm 7 tầm 3 tội. Bình thường quỷ nguyên ngày sao không sợ tội. Nhưng mà đây là một sự cố gắng mình khắc phục, mình đưa mình làm cho cái tâm mình nó tịnh. Đang ngồi tụng một tiếng đồng hồ chứ nó loạn cũng 10 lần không sao hết, cứ một lần nó phóng là một lần đem nó về. Và cách tu tập của chúng ta, đến khi nào mình thuần thục, đến khi nào mình thuần thục. Cho nên á, cái sự hành trì của mình mỗi ngày rất là cần. Pháp Hòa nói á, mới ăn chay khó ăn lắm chứ đâu phải dễ. Chỉ trừ người nào mà không có khó khăn là cái căn tánh về cái phương pháp ăn chay của họ nó hay. Có nhiều người mới ăn xót ruột, thèm, đâu có sao đâu. Mình là một chúng sanh bắt đầu tu mà còn thèm mặn là một chuyện rất bình thường, không có tội lỗi gì cả. Nhưng mình đã thành công ở cái chỗ là chúng ta đã khắc phục, đã vượt qua. Chứ chúng ta không tùy thuận, thì khi mà chúng ta tùy thuận là chúng ta bị các cái tâm loạn đó nó lôi mình. Còn chúng ta không bị thì chúng ta biết rằng mình đang đưa tâm mình trở về. Thưa đại chúng, độ một người khó lắm, độ tâm cũng vô cùng khó khăn. Mà cái tâm mình nó thiên hình vạn trạng lắm chứ đâu phải đâu. Nội mà cái tâm tham thôi là đã một cái khổ rồi. Tham danh nè, tham ăn nè, tham ngủ nè, đủ thứ hết. Tham tài, tham sắc, vân vân. Cho nên không phải đơn giản. Và vì vậy mà các tổ thường hay đưa pháp này pháp kia ra, cũng không ngoài mục đích giúp cho mình nhiếp cái tâm. Thầy có dự định tổ chức chuyến hành hương qua Ấn Độ trong năm nay không? Dạ thưa có, tháng 11 năm 2020. Nhưng mà sẵn cũng báo tin vui là chuyến đi không có đi. Một mình em thì không sao, em dẫn 200 người đi mà có chuyện gì sao em chịu nổi. Thôi, thật ra thì Pháp Hòa có chương trình đi năm nay. Nhưng mà bởi vì Pháp Hòa suy nghĩ á, nếu như mình đi là khoảng tháng 3, tháng 4 là mình phải bắt đầu trả các cái khoản tiền. Bởi vì gần 200 người đi,
Thì bây giờ ví dụ một cái vé máy bay lên tới cả ngàn mấy một vé, mà 200 vé là quý vị tưởng bao nhiêu tiền. Mà nếu mình cancel mà mỗi một vé mất 300 thôi là cũng rất nhiều tiền. Mà trong cái đó mình đã thấy trước sự việc có thể nó không ổn, thì thôi mình không có miễn cưỡng, đi thì dịp khác cũng được, thấy không? Dạ, nhưng mà thường khi đi khi nào ít thông báo lắm, cho nên đừng có hỏi. Nam Mô Di Đà Phật. Con xin thầy giải thích cho con hiểu là có khi thầy là thượng tọa, có khi thầy là đại đức. Vậy thầy thượng tọa hay đại đức? Mô Phật. À, trong này hỏi vậy thượng tọa đại đức khác như thế nào? Thưa đại chúng, em không thượng tọa, cũng không đại đức. Em thích nhất một chữ thầy. Cho quý vị đi đâu cũng gặp Pháp Hòa là thầy, Pháp Hòa là em vui rồi. Không cần thượng tọa đại đức gì hết. Nhưng mà ở trong đạo, đây là Pháp Hòa giải thích theo cái cách hành chánh của Phật giáo Việt Nam để cho các vị hiểu thôi. Còn cái Pháp Hòa chỉ mong là mình được một chữ thầy là mình hạnh phúc rồi. Chứ còn quý vị đừng có bận tâm gọi Pháp Hòa là chữ gì hết á. Chữ đó mà sợ mai mốt vài chục năm gặp nhau còn lẫn tới lẫn lui. Cái con bác đó Pháp Hòa vô thăm, ô cháu, cháu mới tới. Cái mấy người con nói, má thầy sao má kêu vậy? Không phải sao, bằng tuổi cháu tao mà. Vui không? Vui. Mình được làm cháu mấy bác là mình hạnh phúc rồi. Thật ra cái thời Đức Phật á, chỉ một chữ thôi, đại đức. Như đại đức Xá Lợi Phất, đại đức Mục Kiền Liên. Còn những bậc trưởng thượng thì chúng ta gọi là thượng tọa hay là trưởng lão, già nữa kêu là trưởng lão, chứ không có hòa thượng. Nhưng mà sau này những cái từ như thượng tọa, đại đức đó, nó nằm ở trong luật giới chúng ta gọi. Và sau này giáo hội thành lập thì giáo hội mới quy định một vị nào mà 20 tuổi đời từ khi bắt đầu thọ tỳ kheo giới đó cho đến 20 năm sau, khoảng thời gian 20 năm thì vị đó gọi là đại đức. Rồi nếu mà vị đó đã thọ tỳ kheo được 40 năm trở lên, sau 20 năm gọi là thượng tọa. Từ 1 năm cho tới 20 năm là thượng tọa, là đại đức. 20 năm trở lên gọi là thượng tọa. Cho tới 40 năm thì từ 40 năm gọi là hòa thượng. Đó là mình nói theo tuổi đạo. Còn tuổi đời á, ít nhất cái người đó phải 20 tuổi trở lên. Tức là người ta phối hợp cả hai phần. Nếu nói về đời thì phải là 20 tuổi đời trở lên. Còn nếu nói về đạo thì phải là 10 cho từ 1 tuổi đạo cho tới 20 tuổi đạo. Ví dụ bây giờ một cái vị đó 60 tuổi đi tu. Tuổi đời hơn chưa? Hơn rồi. Nhưng mà tuổi đạo đủ không? Không. Thì vẫn gọi vị đó là đại đức thôi, dù người đó 60 tuổi. Thọ tỳ kheo 60 tuổi. Nếu vị đó mà còn sống cho tới 20 năm nữa là 80 tuổi, chừng đó gọi là thượng tọa. Còn hòa thượng là phải 60 tuổi đời trở lên và 40 tuổi đạo. Còn các vị ni á, là ít nhất là phải 20 mấy tuổi đạo mới gọi là ni sư. Bên này là sư cô, tương đồng với đại đức. Một bên là thượng tọa, bên này mình gọi là ni sư. Còn lên nữa thì gọi là ni trưởng, tương đương với hòa thượng. Nhưng mà những từ đó là chúng ta gọi trong trường hợp hành chánh, nghi lễ. Còn gần gũi nhau quá, biết nhau quá thì chúng ta gọi một tiếng thầy là gần gũi mà không hề phạm lỗi. Ví dụ bây giờ có một vị già lớn tuổi đến, mình cũng không biết vị này là hòa thượng hay thượng tọa hay đại đức gì, nhưng mình gọi thầy. Còn không thì mình trân trọng quá thì mình nói dạ bạch thượng tọa. Thì vị đó nói dạ không, tôi không phải. Thì mình đính chánh. Cho nên nhiều khi mình gọi hơn cái vị đó người ta nhận, thì đôi khi người ta đính chánh lại. Chứ cái chữ thầy là đơn giản. Chứ còn bây giờ cũng khó lắm, tại có những vị cư sĩ mà, nhưng mà các vị đã tu thọ Bồ Tát giới rồi cũng nguyện xuống tóc ở nhà tu tại gia vậy đó. Thì mình nhìn các vị cũng, mình đâu có biết, có nhiều vị Phật tử nhiều có tướng đẹp lắm, tướng đẹp như người xuất gia vậy đó.
Cho nên nhiều khi mình cũng lầm. Một thiền sinh hành thiền quán làm thế nào biết chắc rằng mình thấy đúng thực tánh hay chưa? Như hồi nãy Pháp Hòa thưa đó, tu thiền là mình có khả năng nhận biết. Chỉ cần mình có khả năng nhận biết hiện tại như là, mà không đặt vấn đề là chừng nào hay là bao lâu. Nhiều khi người ta chỉ cần tu tập một tuần, người ta đủ khả năng người ta sống với cái pháp hành đó. Chứ cái này nó cũng tùy vào cái căn cơ, sự thực tập của mỗi người. Một người hành thiền quán có cần một thiền sư trực tiếp chỉ dẫn hay cần tham khảo kinh sách? Dạ thưa cả hai. Nhưng mà nhất là mình cần có một vị thầy hướng dẫn cho mình. Mà bất cứ cái gì cũng vậy, mình nên có một vị thầy hướng dẫn vẫn tốt hơn. Ít nhất là phần căn bản, để chúng ta biết chắc rằng mình được sự hướng dẫn rõ ràng. Có đôi khi sách vở người ta viết, có thể là mình mường tượng, mình chưa có nắm rõ được cái ý, thì mình có một vị thầy để mà mình hỏi thì người ta vẫn, nó vẫn chắc chắn hơn. Còn trường hợp không có thì mình phải đọc sách. Và phương tiện thì mình có thể mình tìm những vị đó qua phone để mình, để mình, để mình học. Xin thầy Quan Hỷ chỉ dạy chúng con làm sao để chuyển thức thành trí. Dạ thưa đại chúng, hằng ngày chúng ta sống là chúng ta sống bằng cái thức. Thức là gì? Là nhận thức. Mà có nhận thức là có phân biệt. Ví dụ như đây là hoa hồng, đây là mới nhận thức nha. Bắt đầu phân biệt nó xanh nè. Hoa hồng màu đỏ đẹp hơn hoa hồng trắng, vân vân. Tức là nhiều khi mình nhận biết thì cái liền cái tiếp là gì? Phân biệt. Thí dụ vừa đưa muỗng cơm vô nhai mấy miếng ngon ha, mà hơi mặn. Nó phải thêm cái hơi gì đó, hơi ngọt, hơi mặn, hơi lạc, cay quá, gì gì đó. Thành thử ra mình đa phần là sống bằng cái thức phân biệt. Còn cái trí là gì? Nhận biết xong phải không? Chấm ngày đó. Không để cái thức nó dẫn mình đi xa nữa, thì gọi là chuyển thức thành trí. Và cái trí là cái nhận biết mọi việc như là mà không thêm thắt. Pháp Hòa ví dụ như có một lần tổ ngài Hoàng Nhất, ngài ăn cơm của ông Quang. Thì ông Quang kia thấy ngài ăn củ cải muối với cơm mặn. Ông nói gì hết, lát nữa thì ông vô ông uống nước lọc với ngài đó. Thì ông mới hỏi là hòa thượng, hồi nãy sao mà ngài ăn cơm với lại củ cải muối nó mặn quá, mà ăn cái gì? Thì hòa thượng nói mặn nó có cái ngon của mặn, bây giờ uống nước lọc á, nó có cái ngon của nước lọc. Pháp Hòa ví dụ như á, mình uống nước trà, uống cà phê, uống tất cả các thứ nước, nhưng mà cái nước mình cần nhất trong cơ thể là gì? Nước lọc. Và không cái gì qua nước lọc. Nước lọc là không có từ chối ai hết, và không người nào từ chối nước lọc cả. Nước gì có thể bị dị ứng chứ nước lọc là không có dị ứng. Thì cũng như vậy, cái trí này là nước lọc mà. Còn cái lăng tăng khác gì là chẳng qua là pha trộn thôi, pha với cái lá gì đó gọi là trà, mà nó cũng không dừng ở cái trà nữa. Trà Đài Loan, trà Mốc Câu, trà gì đó, nó cũng không dừng ngay đó. Thành thử ra chúng ta mà không ai nói nước lọc, lọc gì vậy? Nước lọc là nước lọc thôi. Thành thử ra thưa đại chúng là mình chuyển thức thành trí là vậy đó. Trí là trí tuệ, là nhận biết mọi việc như là, mà không có cái tính cách pha trộn so đo. Đa số là mình so đo. Thậm chí bất cứ cái gì mình cầm lên, dù là kinh điển, thầy giảng gì, mình ngồi đó chứ cái sự so sánh mình nó liên tục, nó diễn biến. Cho nên quý vị biết tại sao mình thỉnh chuông mỏ có 4 tiếng cuối không? Cốc, 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 cốc. Chuyển 4 tướng sanh, lão, bệnh, tử thành ra tứ trí. Tứ trí là 4 thứ trí mà do chúng ta chuyển những cái thức, 8 thức chuyển thành tứ trí. Cho nên mình tụng kinh dứt tứ là vậy đó. Dứt 4 cái tướng khổ của chúng sanh là sanh, già, bệnh, chết, để chuyển thành ra 4 trí của bậc tu hành. Diệu quan sát trí, thành sở tác trí, bình đẳng tánh trí và đại viên cảnh trí. Đó là 4 trí mà người tu cần có. Và thí dụ nói một cách đơn giản là đại viên cảnh trí là gì?
cảnh là cái kiến, như một cái kiến nó thu hết tất cả các cái hình ảnh vô kiến. Nhưng kiến chỉ có công năng thu hình ảnh mà không có phân biệt, rõ mồn một. Như nè, thí dụ như mình nhìn xuống một người con của mình, năm đứa con của mình, mỗi đứa mỗi tánh, và mình biết rằng mình có duyên với năm chủng tánh này, và mình cần phải làm sao để nhiếp hóa nó, chứ không nói thằng này nó dở hơn thằng kia nó dễ thương hơn nọ, thấy không? Thành ra mình có so sánh như vậy là bắt đầu có phân biệt. Mà mình chỉ cần nhận biết tất cả chúng sanh khổ nào nó cũng giống nhau. Cho nên Bồ Tát tại sao độ mình một cách dễ? Là vì các ngài không có phân biệt. Nói Bồ Tát ơi con đau răng quá. Nói thôi ít ít rồi, từ từ. Nhưng mà cái người đau răng nó con là khổ nhất á. Trên đời này không có cái gì khổ bằng đau răng. Cái anh kia anh mới nói trên đời này không có gì khổ bằng đau chân. Rồi cái anh nọ nó không có gì khổ bằng đau lòng. Nhưng mà đã là đau rồi thì phải khổ thôi à. Có cái khổ nào dễ chịu đâu. Khổ nào cũng không dễ chịu cả. Và bây giờ mình nè, cái mà mình vui đó là một trạng thái dễ chịu, vui vẻ đúng không? Nhưng mà cái vui vẻ đó nó thường không? Thường không? Không. Vậy thì khi chúng ta vui, chúng ta biết mình đang vui. Chúng ta đang buồn, chúng ta biết chúng ta buồn. Và trạng thái buồn vui này cả hai đều vô thường, đó là trí. Tết năm nay Pháp Hòa có làm một câu kệ bỏ trong máy bao lì xì, trong đó có một câu: buồn vui cũng có hạn, tại bạn không chịu buông. Thành công hay thất bại cũng không khỏi vô thường. Kính bạch thầy, xin thầy giải thích cho các con biết rõ thế nào là bố thí ba la mật. Ba la mật là tiếng Phạn, nghĩa là viên mãn rốt ráo. Bố thí ba la mật có ba phương diện: người cho là mình, của cho là vật chất, và cái người nhận. Cả ba người, ba thứ, người cho, người nhận và của cho, mình đừng thấy có cái nào trọng cả. Mình là người cho, chẳng qua là mình có được một chút may mắn hơn, có của để cho. Và mình rất may mắn là trong lúc này mình có của này để mình cho. Và mình rất may mắn là người đó đến xin để mình có cơ hội cho. Và cái người xin mình không phải là người thọ ơn mình, mà mình là người thọ ơn của người xin. Tại vì nhờ họ xin mình mới có cơ hội bố thí. Còn nếu mình thấy tôi là người ra ơn, đây là người nhận ơn, đây là của trung gian để tạo ra cái ơn nghĩa hai người, thấy cái đó rồi mai mốt mình so sánh nó, cái món này nó mắc nó rẻ, thì mình tự khổ. Thì cũng cho nhưng mà chưa ba la mật. Xin phép sám hối, nhiều khi nói đùa nó không ba la mật mà ta làm gì trật cái ba la làng. Còn nếu mà chữ ba la mật là gì? Tiếng Phạn là paramita, là trọn vẹn, là rốt ráo, cách nào mình sử dụng cũng được. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ ha. Quý vị thấy cây dừa không? Thân dừa xài được không? Lá dừa xài được không? Củ hủ dừa xài được không? Vỏ dừa xài được không? Nước dừa xài được không? Cái dừa xài được không? Ba la mật. Cây mít cũng thế. Lá mít, cây mít, vỏ mít, sơ mít, hột mít, thịt mít. Cho nên gọi là paramita. Và bây giờ cái trái đó nó lọt về tới Việt Nam, mình thấy nó dài dòng quá, mình kêu gọn lại mít. Chứ nguyên thủy nó là paramita. Vì cái gì mà xài, sử dụng viên mãn rốt bao, bất cứ khía cạnh nào là ba la mật hết. Cho nên cái thân này nè, mình còn sống đây ha, mình nấu cơm nè, mình quét nhà, mình lau nhà, mình làm đủ thứ hết. Thậm chí bây giờ mình ngây đơ, mình chết ra, y học sử dụng được luôn. Thân này ba la mật, bố thí ba la mật. Bây giờ mình tụng một thời kinh cho người ta, mà tụng làm sao mà người sống nghe cũng hạnh phúc,
mà người chết nghe cũng hạnh phúc, bằng chứng là nằm đó chứ không có phản kháng. Tức là mình tụng, mình đi đám tang á, nếu mình khéo sử dụng đám tang cũng là một ba la mật. Vì sao? Vì mình tụng như thế nào mà mình mượn cái người mất để mình làm cái đối tượng khai thị. Nhưng mà thật sự chủ yếu là làm sao cho người sống họ minh được cái điều mình nói. Tụng ra thời kinh, sống chết lợi lạc hết. Tụng vậy đó. Cho nên đi một cái đám tang vẫn ba la mật được như thường, vẫn là bố thí ba la mật như thường. Cái thời pháp mình nói ra phải lợi lạc cho nhiều người. Cho nên thưa đại chúng, không phải là bố thí cho của mới là bố ba la mật đâu. Hằng ngày mình sống mình làm gì để ba la mật? Pháp Hòa ví dụ như á, mình nấu cơm cháy, trên đít nồi nó dính á, rót một miếng canh vô ngâm một chút cho nó mềm, mình cạo cái lớp cơm đó mình ăn, không bỏ một hột, ăn cơm ba la mật. Chứ không phải là gọi là mình làm cái gì ghê gớm. Nó ý ở đây là mình làm cái gì nó trọn vẹn, tự lợi lợi tha viên mãn. Mình cho người ta là phước của mình có của. Có nhiều khi mình muốn cho mà không có. Rồi bây giờ người, nhưng mà nhờ người đó tới xin mình, như vậy người đó cũng là một đối tượng cho mình tạo phước chứ. Họ cũng là một phần đó, họ đóng góp một phần phước của mình, chứ không phải là mình là người gia ơn gì cả. Thấy được như vậy thì cái nó nhìn nó viên dung, mà mình trân trọng. Cho mà phải có sự trân trọng. Của cải, nội dung, hình thức phải viên mãn. Thí dụ mình tổ chức lễ Phật đản phải không? Hình thức tụng kinh, tấm Phật, vân vân, đó là hình thức. Nhưng nội dung, người Phật tử tới giữ cái lễ đó, họ tiếp nhận được cái gì sau một cái ngày lễ Phật đản đó? Cho nên hình thức và nội dung phải có đủ. Ba la mật đó. Con cho con hỏi, khi nghe kinh một vài phút con cứ buồn ngủ là sao? Cái này em chưa trả lời được, tại em cũng buồn ngủ lắm. Con có một tượng Phật rất đẹp bằng đá màu đen. Khi con về Mỹ thì ngày hôm sau mẹ con qua đời. Có người nói rằng tượng Phật màu đen không tốt, không đem may mắn đến cho con, có đúng không? Dạ không đúng. Bằng chứng chùa này cũng Phật đen lắm. Thưa đại chúng á, tượng Phật là một vật thể mà do chúng ta tạo bằng bất cứ một cái vật liệu nào. Không phải Phật màu đen mà mình xui. Vậy tại sao thường ngày mình mặc đồ đen đó mình không nói? Không, mình đi đám cưới mình cũng mặc nguyên bộ đồ vest màu đen cũng có sao đâu. Nói chung là không phải do màu sắc gì cả, mình đừng có nghĩ như vậy. Rồi mình tự mình có một cái khó chịu hay là một cái ân hận. Ví dụ tất cả mọi việc là duyên hết. Đâu phải mình mang tượng Phật đó về mẹ mới mất. Bây giờ mình không mang tượng Phật, một ngày nào đó mẹ cũng phải mất. Cho nên đừng nghĩ như vậy. Mình nghĩ như vậy rồi tự mình lệch lạc cái ý nghĩa đó. Rồi mai mốt á, người ta thấy đạo Phật mình á, nó lạ lạ vậy đó. Cứ mấy cái chuyện như vậy nó xuất hiện trong đạo hoài. Thật sự người Phật tử chân chánh, có chánh tín rồi thì mấy cái này nó không có tác dụng gì với mình đó. Phật pháp là quan trọng là mình làm sao ngay trong đời sống này chúng ta có an lạc, hạnh phúc, giải thoát. Sống an lạc, hạnh phúc bây giờ và khi mình mất cũng nhẹ nhàng. Mình thấy rõ các pháp nó diễn biến như thế nào, nó thành trụ như thế nào mà chúng ta không mục. Như hồi nãy, hồi sáng và thưa ngày mãn giác vậy đó. Xuân đi trăm hoa đến, xuân đi trăm hoa rụng, xuân đến trăm hoa khai. Sự việc nó là vậy thôi. Bây giờ quý vị thấy mùa đông thì cây nó trụi lá thì đâu thể nói nó chết đâu, phải không? Chẳng qua nó ẩn tàng cái tướng rụng lá gì, nhân duyên thời tiết chưa đủ ấm để nó phát sinh. Ráng một câu nữa nha. Bạch thầy,
Nếu bố hay mẹ bị stroke không ăn uống được, nằm một chỗ trên giường bệnh 100%, đã 2 năm, con cái quyết định ngừng hay rút feeding tube để bệnh nhân không còn đau đớn thể xác và mất nhanh chóng hơn. Bố hay mẹ đồng ý, như vậy con cái có bị nghiệp hay tội bất hiếu không? Dạ thưa không. Cái việc này là do người bệnh cũng đồng tình, và mình biết rằng mình giữ một cơ thể không còn tiếp tục sự sống khỏe mạnh được nữa, thì cái này là sự đồng tình của gia đình và nhất là người mất, thì không có, mình không có phạm cái tội bất hiếu. Hay là thứ nhất là luật pháp họ cho mình quyết định, thứ hai là gia đình đồng tình, kế nữa là người chính đương sự bệnh nhân họ cũng quyết định như vậy. Thì cái đó nó khác đi với cái chuyện là mình cố tình, như hơn nữa mình đâu có làm gì, mình chỉ dừng không treatment nữa để cho cái vị đó đi trong cái nhẹ nhàng. Còn cho thuốc thì cứ duy trì như thế mà vẫn đau nhức khổ đau chứ không có khá hơn, chứ mình không có làm gì hơn hết. Không phải mình chích cái đó làm cho họ bệnh hơn, không phải vậy. Kính thưa thầy, chú Đại Bi thần chú rất linh mà con thường xuyên niệm, nhưng có lúc trước khi vào phòng ngủ con quên và con niệm, có tội không? Tức là mình niệm chú Đại Bi rồi nhiều khi vô phòng ngủ cũng niệm luôn, không biết có tội không? Dạ không có sao, mình quên mà. Mà dù có nhớ cũng không sao hết. Cái chuyện mình hành trì hằng ngày, sáng mai thức dậy và sau khi đi ngủ, con bỏ vào máy để nghe thầy tụng. Khi tắt hết tụng rồi và con còn nghe tiếng tụng của thầy. Này hơi ớn nè. Nhưng mà quan trọng là con ngủ rất ngon. Trong kinh Lương Thủy Sám ở phẩm 56 có nói tất cả vợ chồng con cái, anh chị em, bố mẹ họ hàng, bạn bè đều là oan gia trái chủ, làm sao chúng con giải được oan gia này? Thưa đại chúng, nói như vậy là để như thế này nè, là người ta nói rõ nè, oan gia trái chủ. Thật sự ra đó, chữ trái là nợ, chữ trái là nợ. Có nhiều khi mình người này nợ người này, người này nợ người kia. Mà thật ra trong cuộc đời này á, chúng ta gặp nhau, bây giờ tạm nhận chúng ta gặp nhau là oan gia trái chủ đi. Nhưng nếu mình có tu rồi thì mình đâu còn nhìn nhau là oan gia trái chủ nữa đâu. Pháp Hòa ví dụ như giờ Pháp Hòa đâu có giao kèo giữa thầy trụ trì ở đây đâu, mà lần nào qua đây thầy cũng réo hết á. Hỏi là ông không lẽ mỗi lần gặp nó quan gia ngõ hẹp. Thí dụ như bây giờ mình, nếu mà mình tạm gọi là mình sống mình nợ nhau đi, mà thật sự không có nợ đâu có gặp, không có duyên đâu có gặp. Pháp Hòa nói là bây giờ Pháp Hòa với quý vị đời trước cũng đã từng gặp rồi, cho nên đời này mình gặp nữa, mặc dù Pháp Hòa ở tận Canada, nhưng mà lần nào qua đây cũng đều là các vị đến thăm viếng và thương và lân mẫn. Nói chung là nếu mình không có duyên với nhau mình đâu có gặp nhau. Và duyên này là duyên lành hay duyên gì? Lành. Thành thử ra mình, cái quan trọng là cái cách nhìn, cách chuyển của chúng ta. Hoặc là nếu thật sự việc đó đến với mình đều là những hình thức của oan gia trái chủ. Vì vậy cho nên chúng ta cần tu tập. Thí dụ trong này nói nè, bây giờ nếu mình nhận là tất cả đều qua oan gia trái chủ thì mình làm gì? Mình mới sám hối, mình tu tập đó. Thí dụ như bây giờ họ hồi trước không biết tu gì hết đó, là mình có thể gây gỗ chửi bới không ai nhịn ai. Nhưng bây giờ nhờ mình nó thôi, càng kết thì càng chặt, càng siết thì càng chặt thôi. Bây giờ tôi lơi một người, mà một người mà lơi thì cái việc nó sẽ khác đi. Cho nên á, một lần nhẫn là sóng yên gió lặng, lùi một bước là biển rộng trời cao. Thật là quan trọng là do mình. Cho nên nói là để chúng ta nhận cảm, nhưng mà rồi chúng ta tự phải biết rằng không có cái gì quá giải cho bằng sự tu tập của chúng ta. Kinh Pháp Cú dạy nè, hận thù diệt hận thù,
đời này không thể có. Từ bi diệt hận thù là định luật thiên thu. Nó mắng tôi, chửi tôi, nó hại tôi, phá tôi, ai nuôi hiềm hận ấy, hận thù sẽ không nguôi. Ngược lại, nó mắng tôi, đánh tôi, nó hại tôi, hiềm tôi, không nuôi hiềm hận ấy, hận thù sẽ tự lui. Cho nên cái vấn đề ở đây của chúng ta là chúng ta biết quán chiếu để nhìn. Thưa, không phải vợ chồng không đâu. Bây giờ quý vị đi làm trong hãng đó, ít nhất quý vị cũng sẽ gặp một đối tượng. Người này thường hay làm phiền mình bằng nhiều cách, thậm chí ngang ngược nữa. Nhưng mà nếu như mà mình cứ chạy kiểu đó thì cả đời này mình không giải tỏa được gì hết, vì mình chưa thật trải nghiệm cái đó. Mà Pháp Hòa hay nói đùa, mình hướng cái tâm mình chỗ khác. Người ta kiếm chuyện, mình nói không, tôi vô đây kiếm tiền, tôi không phải vô đây kiếm chuyện. Thành thử ra mình lướt được để mình sống, mình đi làm việc. Đại khái là vậy. Còn câu nữa giải quyết không? Sáng thực tập nhẫn nhịn, vì mọi chuyện đều có nhân quả của nó. Mình chỉ cần sống tốt, làm gương cho người làm theo thì mọi việc sẽ đâu vào đó. Hai, nhiều lúc con bị kẹt giữa hai luồng tư tưởng. Một là ráng thực tập nhẫn nhịn, vì mọi chuyện đều có nhân quả của nó. Mình chỉ cần sống tốt, làm gương cho người làm theo thì mọi việc sẽ đâu vào đó. Hai là mình phải đấu tranh cho những sự bất công trong xã hội, vì mình không lên tiếng thì người khác chưa chắc lên tiếng cho mình. Sự bất công sẽ không chỉ ảnh hưởng đến mình mà còn ảnh hưởng đến thế hệ con cháu và những người xung quanh. Xin thưa là con không nói đến chính trị mà chỉ nói đến những việc xảy ra hàng ngày, thí dụ như con mình đi học bị người ta kỳ thị vân vân. Xin thầy phân tích thêm để con được sáng suốt hơn trong vấn đề thực tập pháp nhẫn cho đúng. Thưa đại chúng á, tất cả các cái pháp ứng dụng nó cũng tùy thuộc vào mỗi hoàn cảnh con người mà có đôi lúc chúng ta phải đối cơ. Đối cơ là gì? Nếu mà cái căn cơ người đó cỡ đó, đôi lúc mình cũng phải đối lại để cho người ta hiểu được vấn đề. Như trường hợp thí dụ như kỳ thị, ăn hiếp, mình phải lên tiếng chứ. Mình lên tiếng nhưng không có thô lỗ. Mình lên tiếng trong sự nhẫn nại, trong sự chờ đợi, nó khác à. Mình ào ào, mình nói những lời rất là khó nghe để gọi là đấu tranh, không phải vậy. Mình đấu tranh có lý lẽ, có thực tập, có chánh niệm, có lịch lãm, thì cái đó không gọi là chúng ta gọi là không nhẫn. Còn ví dụ như mình la làng lên, mình nói những điều khó nghe, mình dùng từ ngữ không phải là một người có văn hóa, có đạo đức thì không nên. Trong cuộc sống này cái gì chúng ta cũng có thể lên tiếng hết. Thậm chí quý vị đến chùa, quý vị thập thầy trụ trì làm gì đó, và với tinh thần Phật tử mình vẫn có thể góp ý với thầy. Nhưng mà cái cách mình góp ý nữa. Ví dụ trước hết nên bạch thầy, trước hết con xin sám hối với thầy, và con biết ơn thầy đã cho chúng con về đây tu tập và hướng dẫn chúng con. Nhưng gần đây con thấy là trong nội bộ mình có những việc này, việc này. Con mong rằng thầy quan tâm mà giải quyết để cho chúng con được an lạc nhiều hơn. Đôi lúc thầy ở trên thầy không thấy, chúng con gần gũi dưới này chúng con phải khó thấy. Có thể thầy cũng nói không có đâu, tôi là quan sát. Nói dạ bạch thầy, cái nhìn của thầy cũng là một cái nhìn, mà tăng thân là có nhiều người, có nhiều cái nhìn thì việc nó phải khác. Nhưng mà mình nói chứ không phải mình nói thầy làm trụ trì kiểu gì mà ở dưới nó sùm thầy không biết. Là bắt đầu không, thầy không nổi lên. Trời ơi, muốn làm gì phải tưới người ta trước chứ, không? Dạ bạch thầy, trước hết con xin sám hối thầy nếu con nói những gì không đúng. Và con rất biết ơn thầy đã dẫn dắt chúng con tu tập, và nhờ thầy mà chúng con cũng được một cái bước đường xa như vậy.
Nhưng mà gần đây nội bộ anh chị em chúng con có những điều không vui với nhau. Đâu phải là lúc nào cũng có, gần đây thôi. Thành thử ra tất cả cái gì chúng ta cũng có thể nói, nhưng chúng ta nói bằng chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh tinh tấn thì chúng ta sẽ tạo ra chánh nghiệp. Và chúng ta đã sử dụng chánh tuệ, chánh niệm ở trong mọi vấn đề. Cho nên nếu mình đi làm, mình đi đến đâu, mình thấy cái điều gì không đúng, mình nói. Mà nói có lý lẽ, nói bài bản thì người khác không làm gì được. Thưa đại chúng, bên Ấn Độ người ta vẫn còn kỳ thị dữ lắm. Nhất là giai cấp, không phải họ kỳ thị mình là người Việt Nam, không. Đa phần ở bển là người ta kỳ, vì sao? Vì người ta sống bằng một cái truyền thống kỳ thị giai cấp. Cho đến giờ phút này, chứ không phải là ngàn xưa. Người nhà giàu không được tới gần người nhà nghèo. Hôm rồi đây Pháp Hòa đi đám tang, gặp cái ông chủ nhà hoàng là một người Ấn Độ. Thì ông nói với Pháp Hòa đó: tôi muốn làm cái nhà hoàng này là bởi vì tôi muốn tất cả người Ấn Độ giàu nghèo gì cũng có thể tới đây làm đám tang. Tại vì gần đây trong cái cộng đồng người Ấn Độ ở đây, họ có một cái kỳ thị là nhà hoàng nào mà người nghèo vô làm rồi là họ không vô. Vì họ nghĩ rằng cái nhà hoàng đó, người nhà nghèo đó chạm vào đó rồi, và người nhà giàu họ không vào đó, để họ bị lô cái vị trí họ xuống. Nhưng mẹ của tôi ra nước ngoài lâu, và mẹ tôi dạy tôi là nếu con thực hiện được cái nhà hoàng mà bình đẳng cho tất cả người Ấn, thậm chí người Ấn nào nghèo không có tiền thiêu, cứ nhận họ vô cho họ làm đám. Thì họ nói như vậy đó. Thì có lần Pháp Hòa đi Ấn Độ, thấy một người nhà giàu, hai đứa lột hai chiếc giày đánh một đứa nghèo. Mà nói nó nghèo nó cũng phải, nó đi bán đồ ăn, nó đi bán chuỗi, nó đi bán lá bồ đề. Nhưng mà lỡ nó đi ngang, nó đụng cái hai cái đứa nhà giàu. Thì hai đứa kêu thằng nhỏ lại khoanh tay và lột hai chiếc giày đánh nó, đánh từ trên đầu đánh xuống. Thì Pháp Hòa đang hành lễ ở chỗ Đức Phật chuyển Pháp Luân, mình thấy bất nhẫn quá. Cho nên rồi Pháp Hòa tách đoàn, đại chúng đang lãnh lễ và Pháp xin đi ra. Và Pháp Hòa tới và nói: anh đâu có làm như vậy được. Và khi mình hiểu biết câu chuyện thì mình lại càng thương đứa nhỏ đó hơn. Suốt cái buổi nó đi theo Pháp Hòa, nó nói bây giờ mà tôi rời thầy một cái là hai đứa kia đánh tôi chết. Và chẳng những như vậy á, và nó nói rằng mấy ngày sau nó sẽ không dám bén mảng tới khu này, tại vì hai người đó có thể đón đường đánh nó. Thế mình thấy là người ta vẫn còn sống trong giai cấp như vậy. Cho nên tất cả chúng sanh, Đức Phật làm một việc mà rất khó làm, đó là giải tỏa giai cấp ở thời đó. Và một trong những việc mà Đức Phật đã làm là gì? Là cho người nữ đi xuất gia. Là vì thời đó người nữ không có địa vị gì trong xã hội hết. Mà bây giờ Đức Phật tiếp nhận họ vào trong một giáo đoàn của người tu sĩ là một điều gọi là đi nghịch với đạo lý của Ấn Độ rồi. Cộng thêm còn đưa họ lên ngang bằng với các vị nam nữa là tỳ kheo ni. Tỳ kheo ni. Thì làm sao họ chấp nhận được cái chuyện đó? Cho nên Đức Phật buộc lòng phải kết hợp với Ngài A Nan, Ngài Xá Lợi Phất ra một cái lệ tám bát kinh pháp. Tám cái điều mà người nữ phải phục tùng, không phải là để chen ép người nữ. Nếu mà nói theo đơn giản giờ là để che mắt, để khuất những tư tưởng mà những người đó họ có tâm chống Đức Phật. Và đồng thời nói sâu nữa là Đức Phật thấy được tâm niệm nghiệp lực của người nữ. Phật không đặt cái này thì không thể nào giúp cho người nữ thăng tiến trên đường tu. Cho nên một điều gì Đức Phật làm, Đức Phật nói, nó đều ẩn tàng những cái điều mà Đức Phật suy tư trong đó bằng cái chánh tuệ, chánh kiến, chánh tư duy của Ngài. Thì chúng ta cũng vậy. Chúng ta có thể nói làm những điều gì đó, nhưng nếu mình nói cho, mình lên tiếng cho công bình cho xã hội, nhưng mình nói bằng chánh ngữ, mình nói bằng chánh kiến, bằng không chụp mũ, không đàn áp, không kỳ thị, không áp lực, mà mình cho người ta cái nhìn của mình, thì nó phải khác chứ. Thật ra được hết, không sao.
Nhưng mà quý vị thấy không, mình có bát chánh đạo, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Nếu một người Phật tử biết sử dụng 8 cái này trong cuộc sống hàng ngày của mình, trước khi nói phải suy nghĩ kỹ là chánh tư duy. Từ chánh tư duy dẫn mình đến cái lời nói đàng hoàng là chánh ngữ. Và mình siêng năng làm điều đó là chánh tinh tấn. Định tĩnh nói điều đó là chánh định. Biết rõ việc mình làm là chánh niệm. Cho nên bát chánh đạo là 8 con đường ngay thẳng đúng đắn. Mà nếu chúng ta học được cái đó, ứng dụng được cái đó, thì điều gì chúng ta nói cũng có thể mang lại lợi lạc cho người, dù cái điều đó chúng ta nói nghịch lại ý họ đó, nhưng mình nói có đạo lý. Quý vị nhớ cái câu chuyện mà ông vua ông chém đầu một người thần dân của ông. Ông vua này ông rất là cưng cái chú này, là vì chú này có hiếu lắm, cho ông cưng lắm, cho đánh xe cho ông đi. Thì một ngày nọ một người khác tâu rỗi một cái điều không đúng về anh này, ông vua quyết định chém đầu, không ai cán gián được hết. Lúc đó có một vị quan bước vô, bẩm hoàng thượng, cái tên này tội đáng chết 100 lần, và cái tội đáng chết nhất là hắn chết đi mà còn để cho hoàng thượng mang tiếng là vì một chuyện nhỏ mà giết người, đáng chết quá. Ông vua nói thôi tha cho nó đi, để mai mốt trẫm mang tội không công bằng. Vậy thì ông này can vua hay là xúi vua? Can. Nhưng mà biết được cái tâm lý của vua. Nếu mà vua chặt đầu một người dân thường mà vì để mang tiếng là trẫm vì chuyện nhỏ mà chặt đầu người, thì trẫm đâu phải là minh quân. Nhưng mà nói thường ông đâu có nghe, phải đánh vô cái tâm lý đó. Cái đó gọi là đối cơ. Hôm rồi Pháp Hòa đi về, có cái anh ở ở xa, anh mới kể, nói thưa thầy, con giận sư cô đó lắm. Hỏi sao giận? Sư cô la con. Hỏi tại sao la? Mới kể câu chuyện. Anh nói có thầy đó tụng kinh, rồi con ngồi con cười sặc sụa vì cái giọng thầy tụng kinh dở ẹt. Rồi cái mấy người kia súng nhau cười. Thì Pháp Hòa mới nói, thì sư cô la anh là phải rồi. Anh nói nhưng mà sư cô la con giữa đám đông, cổ không kiêng nể gì hết, phải kêu cổ kêu con vô chỗ là vắng rồi cổ la con. Pháp Hòa nói vậy cái lúc anh cười thầy đó, sao anh không lựa chỗ vắng anh cười? Pháp Hòa mới nói cái đó là đối cơ đó, anh biết không? Mình làm ta quê trước đám đông, người ta sẽ cho mình biết quê giữa đám đông là gì. Thật sự cái đó là mình không phải là cố tình, nhưng mà trong một cái ngẫu nhiên như vậy. Nhưng mà ở đây Pháp Hòa chỉ muốn thưa là Phật giáo không có biểu mình nhịn là mình phải chịu thua lỗ. Mình không có cái ý đó. Nếu thua lỗ mà chính đáng, mình sẽ thua lỗ. Cái chữ thua này đâu có nghĩa là mình bị gọi là bị mất mát cái gì. Nhưng mà mình thấy rằng nói hoài vô bổ. Thí dụ như là hai bên đấu khẩu với nhau, báo chí đồ, lời qua tiếng lại, đâu cần thiết. Cái đó là hí luận. Thậm chí mình nín đi, cho người ta nín luôn, tốt. Cho nên ngày Phú Lâu Na đó, Đức Phật nói nếu ông đi tới chỗ đó người ta đánh ông, thậm chí người ta giết ông thì sao đây? Nói dạ, nếu con chết cho chánh pháp, con vẫn chết. Tại vì chết mà cho chánh pháp, cho chánh nghĩa, thì cái chết đó vẫn có cái giá trị. Thì cuối cùng thì qua câu hỏi này chúng ta biết rằng trong Phật Pháp á, chúng ta đừng có lầm là Đức Phật dạy chúng ta thụ động, mà người Phật tử rất là năng động. Chữ năng động là mình gọi là lóc chóc cả ngày, phải không? Nhưng mình linh động trong mọi việc. Mình linh động trong mọi việc, mà mình ứng dụng mọi việc theo cái pháp tu của Đức Phật là bát chánh đạo. Điều gì mình nói, mình vẫn có thể nói. Nói như thế nào để người ta thấy được phải quấy đúng sai trong ngoài mạch lạc. Còn nếu như mình nói xong rồi mà người đó vẫn ngư ngư là lúc đó gì? Ngang rồi. Phải không? Chứ không phải là mình nín để rồi cho người ta lấn lướt mình.
mà mình cũng không hề lấn lướt ai, nói đạo lý thôi. Thì thưa đại chúng, bây giờ cũng hơn 2 tiếng, thì theo chương trình thì chúng ta phải dừng ở đây để cho đại chúng còn có những chương trình khác. Và ngày mai Pháp Hòa xin gặp đại chúng ở chùa Bát Nhã, và buổi tối thì ở Moonlight. Pháp Hòa nói Moonlight chứ chưa biết Moonlight ra sao. Một lần nữa chúng con xin phép được đại lao cho đại chúng ngày hôm nay, tri ơn Thượng Tọa Trụ Trì, Thượng Tọa Trưởng Ban Trai Soạn, quý Phật tử trong ban tổ chức của chùa Văn Thù đã lấy một ngày phép để mà cho chúng con có được một ngày an tịnh hạnh phúc ở tại chùa Văn Thù. Chúng con xin niệm ơn Thượng Tọa và toàn thể đại chúng, đồng thời cũng xin tri ân đại chúng đã không quản ngại đường xa, ngày đi làm và về đây với Pháp Hòa trong suốt từ sáng tới giờ. Có gì sơ sót mong đại chúng hoan hỷ cho. A Di Đà Phật. Và xin thưa đại chúng là cái câu hỏi trên này là hỏi về chương trình tháng 6 đó. Thì như Pháp Hòa có thưa là lần này á, Pháp Hòa chính thức á, là hứa ở chùa Bát Nhã. Nhưng mà rồi á, sau cái chương trình Bát Nhã thì nó có những chương trình phát sinh. Nhưng mà tháng 6 tới đây á, là chương trình chính thức á, nhận á, là ở chùa Văn Thù. Còn chuyện phát sinh thì chưa biết. Nhưng mà chắc chắn là chùa Văn Thù vào chủ nhật. Mấy tay? 7 tay tháng 6. 7 tháng 6. Dạ, mô Phật. Rồi bây giờ đại chúng chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.